Mà chúng ta học xong một cái bài mới là cái bài thứ tư của cái chương trình của chúng ta. Thì đây là một cái bài cuối của cái phần gọi là phần 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 cơ bản. Mà chúng ta học mà hẳn sang một cái bài về học về công cụ vẽ, vẽ và tô màu. Thì nói chung là những cái bài tập về vẽ và tô màu là những bài có rất nhiều ở trong các cái là những bài tập mà có rất nhiều dành cho học sinh tiểu học. Trong các kỳ thi nó cũng có rất là nhiều. Nói chung là công cụ vẽ của SketchUp nó rất là hay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Thì đây cái cốt lõi của cái vẽ là gì, là chúng ta cho con vật nó di chuyển và con vật đó nó đóng một tròn cái bút vẽ thế thôi. Thì bây giờ chúng ta tôi muốn vẽ mà muốn vẽ thì chúng ta phải cho con vật nó di chuyển và chúng ta thực hiện những lệnh lệnh vẽ. Thì chúng ta làm như sau này, thì chúng ta đưa cái mặc định trong cái các cái lệnh của Scratch thì nó không có lệnh vẽ, chúng ta phải bổ sung lệnh vào đây. Ta bấm đây chúng ta sẽ bổ sung các cái nhóm lệnh khác nhau. Thì đặc biệt trong cái nhóm này tôi có hai nhóm rất quan trọng nhé. Một là đây là các lệnh liên quan đến vẽ này, còn cái chỗ này là các lệnh liên quan đến 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 liên quan đến gọi là âm nhạc, rất là hay. Cái phần này chúng ta sẽ không học đâu, nhưng mà nói chung là phần đây là phần rất là hay luôn. Thì đây là cái bút vẽ, là cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta biến con nhân vật chúng ta thành cái bút vẽ và chúng ta vẽ. Thì đây là một cái lệnh đó. Thì đưa vào đây thì đây là những lệnh mà là nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái lệnh thôi. Nhưng mà nó rất là hay. Nó giúp cho chúng ta có thể vẽ ra rất nhiều cái hình vẽ khác nhau ở trên màn hình. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái lệnh vẽ này nhé. Thì quan trọng nhất là chúng ta nhớ hai lệnh là cái lệnh pen up, lệnh pen down lệnh hạ bút, lệnh pen up là nhấc bút. Thì mặc định một cái nhân vật ấy, khi mà nó tạo ra ấy, thì nó là gì, thì nó là cái nó ở trạng thái là nhấc bút, ta nó di chuyển thì nó không 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 vẽ. Nhưng nếu chúng ta đặt chế độ là hạ bút thì nó khi nó di chuyển nó sẽ vẽ. Lấy ví dụ nhé, chúng ta cho vật di chuyển, tôi cho vật di chuyển như này nhé. Lấy ví dụ chúng ta cho một cái lệnh như thế này, chúng ta vào một chương trình đơn giản thôi, cho con vật nó di chuyển nhé, cho nó vào một cái lệnh là di chuyển vô hạn nhé, cho nó di chuyển 10 bước nhé, gặp cạnh thì quay lại nhé, ví dụ như vậy. Đấy, ví dụ đây là cái lệnh bình thường cho di chuyển thôi. Tôi cho con vật này nó cũng nó ví dụ như này, cho nó bắt đầu cho nó đến và xoay một cái hướng bất kỳ nhé, chọn lệnh như này, xoay một cái hướng làm ngẫu nhiên từ 1 cho đến 90 nhé. Đó. Đưa nó vào đây đó, thì cho chạy này. Đấy, thì nó chạy như thế đúng không? Thì khi con vật nó di chuyển ấy thì mặc định là nó không vẽ, nhưng nếu mà chúng ta đưa nó vào cái lệnh là hạ bút thì nó sẽ vẽ. Ví dụ nhé, bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ cho cái lệnh này vào đây, hạ bút, pen down là hạ bút nhé, thì nó sẽ vẽ thế nào, sẽ vẽ đó. Như vậy là cái bản chất cái lệnh vẽ là cái lệnh như sau, là cái lệnh mà biến mọi nhân vật thành cái bút vẽ thế thôi. Còn và cái lệnh vẽ là cái lệnh nó di chuyển thôi, chúng ta phải điều khiển nhân vật di chuyển làm sao cho nó vẽ được. Bản chất nó là như vậy thôi, không có gì cả. Chúng ta nhớ là chúng ta phải hạ bút thì mới vẽ, còn nhấc bút thì không vẽ, được chưa? Như vậy bản chất của cái việc vẽ là như này, tôi sẽ tóm lại cho chúng ta chú ý nhé. Như vậy là nhân vật của chúng ta đấy, nhưng mà của chúng ta mà khi di chuyển ở trên màn hình ấy, thì bản thân nó là cái bút, bản thân nó là một cái bút, nó là một cái bút để vẽ, một cái bút vẽ, được chưa? Thì bút vẽ này nó có hai chế độ, một chế độ là hạ bút, nếu mà hạ bút ấy, thì nó vẽ, còn nó nhấc bút thì nó không vẽ. Mặc định là nhân vật của chúng ta là nhấc bút, chúng ta không vẽ được. Bị muốn vẽ chúng ta phải hạ bút xuống. Đấy, thì đây là ví dụ chúng ta thấy ở đây nhé, rất là dễ. Được rồi, thế bây giờ để muốn vẽ được ấy thì chúng ta phải ra lệnh điều khiển cho nó vẽ theo đúng chính xác, vẽ hình vuông, vẽ hình tròn, vẽ đường cong. Tự nhiên mà tập rất rất đơn giản, chúng ta phải học cách vẽ vẽ một hình một tam giác, hình một cái thành một cái tứ giác, hình một cái hình vuông, một cái hình bình hành, vân vân. Tất cả các lệnh đó là chúng ta đều phải bản chất của cái việc vẽ là chúng ta điều khiển nhân vật chuyển động trên màn hình trong khi hạ bút.
Đó. Còn vẽ hình gì là nó tùy thuộc vào cái bài toán của chúng ta, với yêu cầu của chúng ta. Và cái việc di chuyển đó nó phải di chuyển theo đúng yêu cầu của cái hình vẽ. Và như vậy cái bài toán vẽ này nó bản chất của nó chính là một cái bài toán mà liên quan đến thuật toán, liên quan đến giải toán. Được chưa? Như vậy là gì? Như vậy là cái bài toán vẽ là như sau. Cái bài toán vẽ hình nhé. Bài toán vẽ hình hay là cái bài toán là tô màu cũng vậy thôi. Ở trong Scrap nó không có lệnh tô màu riêng, mà lệnh tô màu chính là vẽ hình thật thật nhiều thì là tô màu thôi. Thì bài toán vẽ hình là như thế này, là tô màu là gì, là chúng ta hạ bút và cho nhân vật di chuyển, để vẽ hình, được chưa? Đấy. Khi nhân vật đã vẽ xong thì chúng ta nhấc bút. Khi mà vẽ xong thì chúng ta phải nhấc bút. Nhấc bút. Đó, chứ còn thì đây là nguyên nguyên tắc chung của việc vẽ hình nhé. Còn cái bài toán tô màu ấy, bài toán tô màu thì chẳng qua nó chính là vẽ hình thôi, bài toán tô màu ta sắp ngay bây giờ nhé, là chẳng qua nó chính tương đương với việc là vẽ hình thôi, vẽ thật nhiều hình, kẻ thật nhiều đường, thành vẽ hình thôi, kẻ thật nhiều nhiều đường thì nó tạo ra việc tô màu thôi. Thì ở trong Scratch nó không cho phép chúng ta một công lệnh tô màu riêng. Đó. Được rồi, thế thì xung quanh cái việc mà chúng ta vẽ bằng cái bút ấy, bằng cái nung na bấy nhiêu bằng cái bút ấy, chúng ta chú ý một điều sau đây, có mấy lệnh quan trọng sau đây nhé. Có một số lệnh quan trọng này, một cái số lệnh quan trọng chúng ta cần phải nhớ khi mà chúng ta vẽ hình quan trọng. Một là lệnh ta biết rồi, là cái lệnh là nhấc bút hạ bút, ta biết rồi, nhấc bút nhé và hạ bút. Như vậy là mọi nhân vật của chúng ta đều là các cái bút vẽ. Thứ hai là lệnh đặt màu, chúng ta sẽ học xong ngay bây giờ nhưng đặt màu vẽ. Đấy. Đặt màu vẽ. Thứ ba là đặt cái kích thước, kích thước bút vẽ. Và thứ tư là cái lệnh xóa, hay là cái lệnh xin lỗi, là lệnh xóa đúng, lệnh xóa màn hình. Lệnh xóa màn hình nhé, lệnh xóa màn hình để vẽ lại, lệnh xóa màn hình để vẽ lại. Đấy. Ngoài ra công lệnh nữa chúng ta có thể nhớ được là lệnh thứ năm là cái lệnh làm, là cái lệnh làm là in in hình nhân vật, ra màn hình. Cái này làm lệnh rất là hay nhé, làm lệnh rất quan trọng. Cái này có tên là lệnh stem nhé. Thế như vậy là một này, 1, 2, 3, 4, 5, có vài lệnh thôi, không có nhiều đâu. Đấy. Bây giờ tôi xóa lệnh, tôi xóa này, tôi vào cái lệnh, đấy như đây lệnh xóa này, xóa hình này, bấm xóa, đấy. Cái lệnh đây là lệnh pen up này, đây là lệnh nhấc bút này, đây lệnh hạ bút, lệnh này là pen down nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta có lệnh cho đây này. Cái lệnh đây là lệnh là đặt bút, đặt màu cho bút này. Cho bút vẽ rất là quan trọng. Đặt màu, tôi muốn đặt viết màu gì ra chọn màu ở đây. Thì bấm vào đây, chúng ta sẽ chặt đặt màu của cho bút, bấm vào đây này. Thì sẽ có cái này. Cái này là chúng ta sẽ học sau nhé. Khi mà đặt màu cho bút ý, thì chúng ta có ba cái ba tham số, tham số về màu, tham số về cái độ độ bão hòa và tham số về cái độ cái độ sáng, màu nhuận, nó ba cái ba tham số. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng bây giờ tôi nói trước như vậy, đây là cái lệnh đặt đặt màu. Tiếp theo nữa là đây là cái lệnh là đặt đặt cái chiều rộng kích thước của cái bút. Cái bước của cái bút. Được chưa? Đó, đây là cái lệnh rất hay sử dụng. Thông thường chúng ta vẽ thì ta để là một thôi, vẽ với đường đường mảnh. Còn chúng ta muốn vẽ một đường đậm, chúng ta tăng này lên 2, 3 gì đó. Chúng ta chú ý nhé. Ngoài ra còn lệnh nữa là cái lệnh này. Lệnh stem. Là cái lệnh mà đây nhân vật nhé. Thì lệnh này, khi thấy lệnh này thì con vật này nó sẽ in, nó sẽ vẽ hình của chính nó ở trên hình này.
chính nó luôn. Tôi thử nhé, bấm lên nhánh chuột, chạy bấm lên nhánh chuột, xong rồi thì hiện nay là con mèo là đã vẽ rồi đấy. Bây giờ tôi chuyển ra này. À tôi chưa, tôi sẽ thử nữa nhé. À tôi phải hạ bút đã, chưa hạ bút nhé. Đây này, tôi để đây này. Hạ bút nhé, hạ bút này và stem. Để tôi thử nhé. Ai thấy không nào? Như vậy bây giờ các bạn thấy nhé, ở đây chính là con, đây là nhân vật bình thường đây. Còn cái này là cái hình của nó chứ không phải là con, đây là hình ảnh của nó đã được vẽ trên màn hình. Lại nhanh được tạo bởi cái loại stem này này. Đó, chúng ta thấy không nào? Những cái này không, chúng ta không thể xóa nổi đâu, cái này là một cái hình trên màn hình thôi. Muốn xóa nó mà dùng thì phải dùng cái lệnh gì, lệnh là array on, cái này là xóa này. Đó. Như vậy là cái lệnh này là cái lệnh cũng rất hay, lệnh stem này lại rất hay luôn, nó cho phép chúng ta là vẽ những cái hình phức tạp khác nhau trên màn hình, vẽ hình dùng đúng cái hình con vật để chúng ta vẽ ra. À, như vậy toàn đây là toàn bộ tất cả những cái toàn bộ tất cả những cái lệnh liên quan đến đến cái việc cái công cụ vẽ của Scratch. Tuy nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó có rất nhiều bài tập xung quanh cái việc vẽ, nó có rất rất nhiều bài tập luôn và rất nhiều bài tập khó. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một số các bài tập đơn giản trước, đơn giản nhẹ nhàng trước, sau đó sang cái phần sau, từ cái bài sau chúng ta sang cái phần nâng cao thì chúng ta có thể làm những bài tập phức tạp hơn. Và tôi sẽ ngoài cái giờ lớp ra, tôi sẽ bắt đầu từ tuần sau thì tôi sẽ tổ chức những cái buổi phụ đạo thêm để tôi sẽ giải cho các bạn những cái bài tập khó hơn một chút liên quan đến giải toán, liên quan đến vẽ hình vân vân nhé, hay liên quan đến là phần mềm chẳng hạn. Thì chúng ta cùng nhau làm thiết kế ra một vài cái chương trình đơn giản để học vẽ nhé, để mà hỗ trợ cái việc vẽ này. Bây chúng ta làm từ đầu đi, bây giờ như này nhé. Bây giờ chúng ta làm ngay cái bài đầu tiên là chúng ta sẽ cùng học vẽ cái hình vuông trên màn hình. Hình vuông trên màn hình thì làm như thế nào? Vẽ hình vuông nhé. Thì vẽ hình vuông nó ý nghĩa như sau. Chúng ta phải nhớ lại khi chúng ta muốn vẽ cái hình vuông trên màn hình ấy, chúng ta phải nhớ là một, phải nhớ cái vị trí bắt đầu mà khi vẽ. Bắt đầu cái vẽ là ở đây. Đây là vị trí bắt đầu nhé. Ví dụ nhé, vị trí bắt đầu vẽ này. Cái thứ hai là hướng vẽ, tùy chúng ta chọn. Chúng ta chọn hướng vẽ là như này. Đây là hướng vẽ nhé, đây là cái hướng ban đầu, hướng của nhân vật đấy, hướng vẽ này. Và đây là cạnh ban đầu, thì cạnh đây. Tôi gọi có được cạnh này là D. Thì như vậy chúng ta phải làm như sau này. Chúng ta từ ở đây chúng ta di chuyển theo hướng vẽ này một đoạn bằng D. Đúng không? Sau chúng ta rẽ trái là chuyển lên đi là rẽ trái và di chuyển lên trên này một đoạn bằng D nữa. Sau chúng ta lại rẽ trái nữa, di chuyển sang bên này một đoạn bằng D nữa. Và chúng ta di chuyển rẽ trái nữa xuống đây và chúng ta xoay lại về phía bên này. Thì sau là 4 lần lặp như vậy, chúng ta vẽ được một cái hình vuông cạnh D. Được chưa? Rồi thì bài làm đơn giản như vậy thôi. Chúng ta nhớ là trước khi vẽ chúng ta hạ bút, vẽ xong chúng ta là nhấc bút lên là xong. Bây giờ làm thử bài tập rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ làm thử một cái bài tập đơn giản, chúng ta vẽ một cái hình vuông cạnh D nhé. Làm như sau này. Mà chúng ta xuất phát từ một cái vị trí bất kỳ trên màn hình với cái hướng ban đầu là bất kỳ. Chúng ta làm như sau nhé, mà chúng ta vẽ một cái hình vuông có cạnh là D. Đây là một số tôi cho trước bất kỳ, tùy tôi chọn, mà tôi chọn một cái số, hàng số nào đó cố định thôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ vẽ thử xem như thế nào nhé. Cách vẽ hình vuông đơn giản đây, một tập như sau. Bây giờ chúng ta thiết kế một, chúng ta đặt ra một cái biến gọi là biến D. Thì biến D là cái biến để mô phỏng cái độ dài của cái cạnh hình vuông mà chúng ta muốn vẽ. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta chạy chương trình đi, chạy chương trình nhé. Đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ các bài vẽ thông thường khi bắt đầu vào thì chúng ta nên xóa tất cả màn hình cũ đi để cho khỏi bị ảnh hưởng. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta vào cái lệnh pen, chúng ta dùng lệnh là xóa tất cả cái hình cũ đi. Đây, hình này nhé. Rồi sau đó chúng ta đặt cái tham số D bao nhiêu. Ví dụ muốn vẽ cái hình vuông D có chiều dài, có cạnh của nó là ví dụ như là 100 chẳng hạn. Đấy. Hay là nhỏ hơn đi, hay là 80 chẳng hạn, được chưa? Sau đó chúng ta đặt cái vị trí ban đầu bất kỳ. Đây tôi làm ban đầu, tôi ví dụ tôi đặt go to ví dụ như là 00 chẳng hạn, bất kỳ, chọn bất kỳ nhé. Sau chúng ta chọn hướng bất kỳ. Tôi chọn hướng, tôi vào pointing direction bất kỳ nhé, hướng có thể là 90 độ, có
có thể là 45 độ tùy ý thôi nhé. Đó, thì như vậy là đây là vị trí bắt đầu này, đây là hướng này, đây là D này. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ thì như sau. Đây chúng ta đi về phía trước là D bước, xong xoay trái về phía trước là D bước, xoay trái về phía trước là D bước, xoay trái nữa là như vậy, là như vậy đúng 4 lần. Chúng ta sẽ lặp 4 lần, lặp 4 lần vì cái lệnh lệnh mà lệnh là đi về phía trước là D bước và xoay trái 90 độ. Chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng cái lệnh lặp đây, repeat. Nhưng mà trước khi vẽ chúng ta phải hạ bút xuống. Đây chúng ta vào pen, chúng ta pen down để chúng ta bắt đầu vẽ. Được chưa? Và chúng ta lặp là 4 lần. 4 lần. Mỗi lần như vậy chúng ta di chuyển về phía trước là D bước, đây, bút về phía trước nhé. Với cái hướng này này. Và đi về phía trước là bao nhiêu? Đi về phía trước là D bước, đây, tiếp D bước. Sau đó chúng ta xoay trái một góc là 90 độ. Đây xoay trái đây. Xoay trái 90 độ. Được chưa? Xoay trái là 90 độ. Từ đây là vẽ xong. Vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ phải nhấc bút lên để không bị ảnh hưởng. Chúng ta gọi là pen up. Thì đây chính là đoạn chương trình rất ngắn thôi. Nhưng mà mô phỏng vẽ một cái hình vuông. Đây. Đấy, chúng ta vẽ hình vuông nhé. Với cái hướng là cái hướng hướng bắt đầu là hướng này này. Là hướng là 45 độ. Tôi sẽ xoay đổi hướng là 90 độ nhé. Nên ra như thế này. Chạy thử này. Đó, là như này. Khi mà vẽ hình ấy, thì chúng ta chú ý khi vẽ hình thì thông thường chúng ta cho những vật ẩn đi, thì chúng ta không cần nhìn con vật vẽ đâu, chúng ta ẩn đi. Đây thì chúng ta dùng cái lệnh này cho nó ẩn đi nhé. Chúng ta dùng cái lệnh look mà vào cái lệnh này nữa, cho nó hai là ẩn đi. Đấy. Vẽ lại này. Đấy, thấy không nào, nó rất là nhanh nhé. Bây giờ tôi để cái này sang là hướng này chẳng hạn. Đấy, chạy thử này. Đấy, thấy không, hướng này này. Đây là điểm xuất phát này. Đó, thì đây chính là cái lệnh vẽ hình vuông nhỏ. Và cái lệnh này như sau. Cái lệnh này là cái lệnh mà khi mà chúng ta vẽ hình vuông nhỏ thì trước khi mà chúng ta xoay 4 lần khi vẽ xong hình thì cái vị trí nó sẽ quay cái con vật đó nó về đúng vị trí cũ và hướng cũ. Như vậy sau cái lệnh này thì cái vị trí và hướng như vật là không thay đổi, nó quay về vị trí cũ. Và thế không, vì đây nó lặp 4 lần, mỗi lần như vậy là xoay 90 độ, như vậy là sau 4 lần lặp nó xoay là 4 x 9 bằng 360 độ, như vậy nó quay về đúng vị trí cũ. Đây là lệnh rất là hay đó, em đơn giản nhé. Đó, thì đây là đây các bạn chú ý nhất, đây là một cái lệnh, đây là một cái chương trình đơn giản thôi. Bây giờ chúng tôi nói thêm một chút nhé, để tôi ghi nó ra này. Đây là cái bài đầu tiên của hôm nay nhé. Đây là cái bài đầu tiên tôi ghi ra. Tôi ghi ra ở cái thư mục nào, tôi tìm thư mục, tôi tìm thư mục của nó nhé. Đây, hôm nay chúng ta là cái buổi thứ tư đây. Vẽ hình vuông nhé. Vẽ hình vuông. Đấy, vẽ hình vuông. Bây giờ như này, bây giờ ở trong các cái lệnh vẽ chúng ta rất hay sử dụng một khái niệm rất quan trọng là một cái thủ tục. Vì cái lệnh vẽ thường nó rất là dài và nó phức tạp và lặp rất là nhiều lần, cho nên thông thường chúng ta nên nhóm các lệnh lại thành một cái nhóm lệnh, thành một cái lệnh mới đặt tên là thủ tục. Thì ở trong Scratch cho phép chúng ta tạo ra các cái thủ tục đó rất rất đơn giản. Thì tôi mô tả nhé, bây giờ toàn bộ cái lệnh vẽ là cái lệnh này này, toàn bộ cái lệnh vẽ là nằm ở chỗ này là ở đây nhé, là cái chỗ này này, nằm ở là chính là từ chỗ này này, chính là cái đoạn này này. Đó, đây là cái đoạn mà vẽ, là cái đoạn mà vẽ hình, vẽ một cái hình vuông bắt đầu từ vị trí hiện thời với cạnh là D, với hướng là hiện thời ở đây. Và đây là cái đoạn chương trình mà mô tả cái lệnh vẽ. Khi vẽ xong thì nhân vật nó quay trở lại đúng vị trí cũ và hướng cũ không thay đổi. Thì chúng ta cái lệnh này, cái chữ này, đây là cái nhóm lệnh rất hay dùng nhiều lần, chúng ta sẽ dùng nó để làm cái việc khác nữa. Thì chúng ta đặt một cái thành lệnh mới. Thì ở trong Scratch nó có phép cho chúng ta là tạo ra những cái lệnh mới, đó là cái lệnh là nó đã gọi là my blocks. Thì đây chính là cái lệnh mà nó liên quan đến cái việc chúng ta tạo ra một thủ tục ở trong các cái chương trình khác, nhưng mà ở trong Scratch thì nó gọi là tạo một cái block mới, lệnh tạo một cái block mới. Thì cái làm như sau nhé, tôi mô tả này. Chúng ta bấm vào cái nút là make a block, sau đó chúng ta là nhập tên block đó, nhập cái
nhập cái tên của kia của cái lệnh đó, thì tôi biết là tôi biết đặt tên là vẽ hình vuông chẳng hạn, vẽ hình vuông nhé. Đó. Và tôi bấm là ok. À, thì ở đây nó sẽ ra một hình như này. Đây là cái hình mà chúng ta cho phép chúng ta định nghĩa cái hình vuông đó, và chúng ta chuyển cái này sang bên này. Đó. Thì như vậy đây là một thủ tục vẽ hình vuông có cái cạnh là D và có điểm ban đầu là bất kỳ hướng vừa bất kỳ. Thế đây là lên đây là lệnh mới nhé. Và đây là lệnh mới này, chúng ta có thể kéo ra ra cho nó đưa vào đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái trình mới, là đây là phần trình chính. Nó gồm có các lệnh ban đầu và một cái lệnh đang mới mới tạo ra là lệnh gọi là vẽ hình vuông. Lệnh này được tạo ra bởi một cái thủ tục mới, thủ tục nào thủ tục vẽ hình vuông. Đây thì trong trong Scratch có dùng rất nhiều những cái này nhé. À, nó làm cho chương trình chính chúng ta trở nên rất là ngắn gọn và sáng sủa. Thì tất cả những phần phức tạp chúng ta tách ra thành những cái hàm, những thủ tục riêng hay là các cái block, những cái lệnh riêng. Thì đây là cái lệnh là vẽ hình vuông đây. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và bây giờ ta có đúng lệnh thôi. Này, rất quan trọng. Vì tôi chuyển đến vị trí khác nhé. À, tôi di chuyển thì tôi để ở ngoài này. Tôi di chuyển nhé. Tôi di chuyển nhân vật của chúng ta đến vị trí khác và tôi bắt đầu vẽ này. Để bây giờ tôi cho nó bật lên này. Đấy, tôi di chuyển tới đây chẳng hạn. Tới đây chẳng hạn tôi chạy ra nhà vẽ này. Đấy, vẽ hình vuông này. Tôi di chuyển tới đây nhé. Chuyển tới đây bây giờ và tôi xoay cho nó sang cái chỗ khác nhé. Đây tôi xoây đây. Tôi xoay sang đây này. Đấy, bây giờ tôi chạy thử nhé. Đây. Đấy. Như vậy cái lệnh này đây là một lệnh là được tạo ra một lần thôi và dùng nhiều lần. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái lệnh thủ tục đây. Rất quan trọng. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi ghi cái này ra thành cái bài thứ hai. Vẫn là vẽ hình vuông thôi. Vẽ hình vuông. Thầy quay lại cho xem nốt nào. Làm xem cái gì cơ? Đó. Dạ con có nốt đoạn cuối con sắp xong rồi. Các bạn có hiểu không? À. Cái này cũng đơn giản nhưng mà tuy vậy chúng ta mới làm chúng ta thấy hơi khó khăn, nhưng mà chúng ta làm lúc chúng ta sẽ quen đây, không 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 có gì cả nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ cùng chúng ta sẽ dựa trên cái bài này, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cái lưới ô vuông đi, là phức tạp hơn, một cái lưới ô vuông nhé, xem nó như thế nào. Thì bài tập tiếp theo là như này. Bài tập tiếp theo là chúng ta dựa trên cái hình này, chúng ta sẽ vẽ một cái lưới ô vuông. Đây, chúng ta vẽ một lưới như này nhé. Gồm các cái hình vuông nhé. Có thể tổng quát, nhưng mà tôi cứ làm đại khái, tôi làm thử một cái chương trình vẽ một cái lưới ô vuông gồm có gì? Chiều có là chiều cao của nó là có bốn hình, chiều cao nó là bốn là nó là bốn tầng đúng không? Còn cái chiều rộng của nó là 5 tầng, là 5 cái lớp, năm cái lớp nhé. Và đây là cái hình vuông này là hình vuông này có cạnh là gì? Là cạnh D, cạnh D, được chưa? D tôi cho trước một cái D nào đó nhé. Và việc tôi cần vẽ đây là điểm xuất phát ở đây, đây là điểm xuất phát nhé. Điểm xuất phát. Thì bây giờ chúng ta xuất phát từ cái điểm này và chúng ta vẽ cái hình vuông như vậy, lưới là gồm có là gì? Là bốn hàng và năm cột, bốn hàng và năm cột, các hình vuông có bốn hàng và năm cột, hay là một lưới ô vuông, một cái lưới ô vuông kích thước là 4 nhân với 5. Đấy. Và một hình vuông nhỏ. Một hình vuông nhỏ thì là cạnh bằng D. Cho trước bất kỳ, D có thể là bằng 20 hay 30 tùy tùy chúng ta lựa chọn ra, được chưa? Đó. Thì chúng ta vẽ hình như này nhé. Tôi là làm đơn giản trước là bốn hàng năm và năm cột đã. Còn chúng ta sẽ em còn chúng ta sẽ tổng quát sau. Lát nữa chúng ta tổng quát là ta vẽ một lưới bất kỳ là M hàng và N cột thì nó khó hơn. Còn đối với ô lưới ô vuông mà vẽ bằng cờ vuông thì là 8 hàng và 8 cột. Còn là lưới mà chúng ta vẽ đơn giản nhất là chúng ta là vẽ 4 hàng và 5 cột nhé. Vị trí ban đầu của chúng ta, cái điểm x0 y0 này tôi đặt là x0 y0 này tôi đặt là bao nhiêu?
ta đặt bằng một cái điểm nào đó, ví dụ như là trừ trừ 100 và đây là trừ 100, ví dụ như vậy nhé. Đó. Bây giờ chúng ta vẽ cái hình vuông có cái D bằng, đặt cái D lên bằng là cái D bằng 50 đi, 50 nhé. Là 50, như vậy là chiều suy ra là 50, suy ra cái chiều dài của chiều rộng của nó là 50 nhân với 50 nhân 5 là 200, 250 điểm. Còn chiều cao của nó là 4 nhân với 50 sẽ là 200. Hoặc còn thoải mái. À 200, 200 cũng 100 300 được. Về nguyên tắc là được, đúng không nào? Đấy. Tức là vừa vặn trong cái trong cái khuôn khổ của cái màn hình. Vì chỉ cái chỗ này là trừ 100, trừ 100 cộng với 200 là có phải là trừ 100 cộng 200 thành 100 đúng không? Là hợp lý. Còn chiều chiều dài thì là chiều ngang thì là vô tư rồi. Rồi chúng ta làm nhé. Thì cái làm là như sau này. Cách vẽ hình này là như sau. Chúng ta sẽ tạo một cái hình vẽ mà chúng ta dùng thủ tục để vẽ cái hình vẽ hình vuông như này này, hình vuông nhỏ như này nhé. Sau đó chúng ta sẽ từ này chúng ta sẽ vẽ 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 luôn cái lưới luôn. Đấy, thì làm như sau nhé. Đây ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau, cái cách vẽ là như sau nhé, cái hay là cái thuật toán vẽ, cái cách vẽ là như sau, cách vẽ là như sau nhé. Chúng ta xuất phát từ cái điểm x0 y0, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vẽ một hình vuông nơi, xong vẽ hai hình vuông lặp theo chiều theo 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 cái chiều ngang, lặp theo chiều dọc, theo chiều dọc theo chiều ngang. Chúng ta vẽ lần đầu vẽ các hình vuông ở đây, xong lên đây vẽ hình vuông ở đây, xong lên đây vẽ hình vuông ở đây, xong lên đây vẽ hình vuông ở đây. Đấy. Cái làm là như sau nhé. Để chúng ta làm như này, chúng ta sẽ go to cái điểm x0 y0 trước này đó. Sau đó chúng ta lặp theo cái chiều rộng, chiều cao, chúng ta repeat repeat là 4 lần, 4 lần, được chưa? Và mỗi lần repeat như vậy, mỗi lần mỗi một cái hàng như này thì chúng ta sẽ lập theo chiều ngang để chúng ta vẽ hình 5 lần. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ repeat repeat 5 lần, đúng không? Thì mỗi lần như vậy chúng ta vẽ một hình vuông, chúng ta vẽ hình vuông mà ta đã biết, vẽ hình vuông đây, chúng ta vẽ hình vuông là chúng ta vẽ hình hình này này, hình này này. Đấy. Sau đó như sau, khi vẽ hình vuông xong rồi thì chúng ta nhớ lại vẽ hình vuông ấy, khi chúng ta vẽ hình vuông nhé, thì vẽ xong thì vị trí tức là quay lại về đây. Đấy. Thì muốn vẽ tiếp ở đây này, chúng ta phải di chuyển về phía trước là D, chúng ta phải lại vậy là move move D. Đấy. Thì mới lập mình vẽ 5, 5, 5 lần được. Khi mà làm xong 5 lần này, chúng ta ra đây chúng ta sẽ phải lùi về, chúng ta sẽ phải là move múp lùi về bên trái, lùi bên trái là 5 nhân với D, 5 nhân với D, âm âm nhân 5 nhân với D, hay là lùi về đầu. Ta vẽ một hình này, vẽ hình hai hình này, vẽ hình thứ ba này, vẽ hình thứ năm này. Đấy, thì nó ở đây này, chúng ta phải lùi về, chúng ta sẽ phải lùi về đây. Đấy, lùi về đây, sau đó chúng ta sẽ phải đi lên, chúng ta phải dùng cái lệnh là di chuyển lên trên, dùng cái lệnh là gì, là thay đổi y một đoạn bằng D. Đấy, thì đây chính là cái đoạn, đây là chính là cái chương trình chúng ta vẽ nhé. Bây giờ tôi làm luôn cho bạn xem nhé. Chúng ta sử dụng cái thủ tục vẽ hình vuông con này này mà chúng ta làm cái hình, cái này là rất quan trọng. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đây. Chúng ta để nguyên cái này ở đây nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta làm bàn từ đầu này, chúng ta làm như sau này. Đây nhé. Đây. Bây giờ tôi vẫn ẩn cái này đi nhé. Tôi vẫn ẩn đi không sao. Tôi đặt D bằng à, tôi đặt D bằng bằng bao nhiêu? Vừa nãy cho là D bao nhiêu? D bằng 50 nhé. Chúng ta đặt D bằng 50 vẫn như ở đây. Đặt D bằng 50. 50. Được chưa? Sau đó chúng ta go to đến đến cái vị trí là trừ 100, 100. Đây nhé. Trừ 100. Trừ 100 và đây là trừ 100, là cái vị trí ban đầu đấy, trừ 100. Đấy. Xong chúng ta xoay sang bên trái, bên phải. Rồi, và chúng ta bắt đầu vẽ. Tức là xong phần phần đầu tiên nhé. Là phần này này, là cái phần mà chúng ta đang vẽ ở đây này.
Đó, go to XE đây và đặt và xoay sang bên phải. Và chúng ta làm lại cái lệnh này. Chúng ta lặp 4 lần. Bên trong là lặp 5 lần vẽ hình vuông như sau. Đây. Ở bên ngoài chúng ta đặt một cái vòng lặp ở bên ngoài để lặp lên trên là lặp là 4 lần. Đấy. Ở bên trong chúng ta đặt lặp ở bên trong là lặp 5 lần vẽ thế theo chiều ngang. Đấy. Một lần như vậy chúng ta đặt là vẽ một hình vuông. Vẽ xong hình vuông thì chúng ta phải chuyển sang bên phải là D, chúng ta dùng cái lệnh là move D. Move D. Đấy, move D nhé. Move D. Như vậy là xong cái lặp này này thì nó vẽ được năm cái hình, nó vẽ được năm cái hình vuông kề nhau xong sang bên phải. Sau đó chúng ta sẽ phải đi lùi lại. Dùng cái lệnh move đi lùi lại là 5 lần với D. Các bạn hiểu không nhỉ? Sao 5 lần mình nó đi đây. Nó vẽ được một lần nhé. Nó vẽ được 1 này 2 3 4 5 xong nó phải lùi lại về đây. Thì nó để nó vẽ được vết là trên này. Lùi lại cho nó chuyển lên trên. Đây chúng ta làm như này. Ở đây vẽ xong rồi chúng ta sẽ dùng lệnh là move. Move nhé. Move ở để ở đây này. Move thì move là trừ 5D, chúng ta phải dùng cái phép nhân. Dùng phép nhân là phép nhân này này. Hai cái liền nhé. Đây là trừ 1 này. Trừ 1 này. Ở đây là 5 này. Đây là 5 này. Và ở đây là D. Ta thấy không nào? Đấy. Sau đó chúng ta dịch lên trên. À, chúng ta dùng lệnh này ra chuyển lên trên để vẽ tiếp cái ở cái hàng trên. Dùng cái lệnh này này. Dùng cái lệnh là trên Y. Trên Y by này. Đấy. Trên Y by D. Đấy, vậy 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 thì làm xong được. Thì đây chính là cái chương trình lớn bên ngoài đây và nó vẽ theo mà bốn hàng và 5 cột đây. Chúng ta thử xem có đúng không nhé. Vẽ đúng như thấy không nào? Vậy là 4 hàng nhé, 4 hàng và 5 cột chúng ta dùng cái vẽ hình vuông này để chúng ta làm. Thấy không nào? Đấy. Đây là lệnh vẽ lưới hình vuông đơn giản, tôi ghi ra lại ra nhé, tôi ghi lại ra là vẽ lưới ô vuông đơn giản. Thì sang phần sau thì chúng ta sẽ được làm quen cái lệnh phức tạp hơn, tức là vẽ lưới bất kỳ là M như N. Cái này các bạn có thể về nhà làm hoặc là sang bài học sau thì tôi sẽ chữa. Hôm nay chúng ta chỉ làm đơn giản như vậy thôi, chúng ta không học sâu hơn nữa về cái phần này. Vì tôi sang các cái phần khác này tôi mô tả nhé. Như vậy là đây là một cái lệnh đơn giản nhất là chúng ta vẽ hình vuông là như thế này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu xem là bây giờ chúng ta vẽ hình tròn thì như thế nào, vẽ hình tròn thì ra sao. Đó, thì cách làm là như sau nhé. Ở trong sát nó không có lệnh vẽ hình vòng tròn thì chúng ta phải làm gì? Đó. Thì cách làm là chúng ta phải vẽ một cái hình vuông, hình rồi hình ngũ giác đều, hình lục giác đều, và chúng ta sẽ cùng nhau tập vẽ một cái hình đa giác đều bất kỳ gồm có n cạnh, gồm có n cạnh cạnh độ dài bằng d. Bây giờ tôi xóa đây nhé. Bây chúng ta cùng nhau thiết kế một cái chương trình vẽ một cái hình đa giác đều bất kỳ, vẽ hình đa giác đều bất kỳ có gì, có số cạnh là có cạnh bằng d và có cái số đỉnh là n. Chúng ta cùng nhau thiết kế ra vẽ một cái hình đa giác đều bất kỳ, đa giác đều bất kỳ bắt đầu từ vị trí hiện thời có số cạnh bằng n và số đỉnh trên số cạnh trên số đỉnh bằng n, và cái độ dài một cạnh bằng d. Được chưa? Thì chúng ta nhớ lại một chút cái vừa nãy chúng ta vẽ hình vuông, ta làm như sau để vẽ hình vuông nhé. Vẽ hình vuông là vẽ hình có bốn đỉnh đấy. Hình vuông thì như sau. Hình vuông chúng ta dùng lại là gì, là repeat lặp đấy. Repeat là 4 lần. Sau chúng ta là move về phía trước, move d, và sau đó chúng ta là xoay xoay trái là 90 độ. Thì đây là cái lệnh mà vẽ hình vuông.
Thì bây giờ vẽ vẽ hình ngũ giác, chúng ta làm là chúng ta tăng cái này lên là vẽ cái hình hình ngũ giác đều, hình ngũ giác đều nhé. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng lệnh là repeat 5. Và bây giờ này chúng ta cũng move về phía trước là D. Nhưng mà chúng ta xoay trái đấy, chúng ta thơn trái đấy, xoay trái thì chúng ta không phải xoay trái là 90 độ, mà chúng ta xoay trái là bao nhiêu? Một góc bằng là 360 độ chia cho 5. 360 độ. 360 chia 5. Đấy. Cái 90 này là 90 này nó chính là chính bằng là 360 chia 4. Chia 5 ra thì nó là đây chính là cái lệnh là vẽ một cái hình ngũ giác đều. Thì ta tổng quát lên là vẽ hình đa giác đều như sau, vẽ đa giác đều. N đỉnh là như sau nhé. Là chúng ta dùng lệnh là repeat N lần. Sau đó chúng ta là move D. Sau chúng ta là xoay trái. Xoay trái một góc là 360 chia cho N. Đấy, đây chính là cái đây chính là cái đây là cái lệnh tổng quát để vẽ một cái đa giác đều bất kỳ. Bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ thử nhé. Đây, bây giờ tôi làm như sau. Đây. Để cho xuất phát ở đây nhé. Đây chúng ta cùng nhau vẽ một hình tròn. À vẽ hình hình đa giác đều. Xuất phát từ ở đây nhé. Ban đầu tôi vẫn cho là nó xóa hình như này. Bắt từ vị trí bất kỳ, hướng không quan trọng. Bây giờ tôi làm như sau nhé. Đây, bây giờ tôi muốn vẽ hình tôi pen down. Pen down. Không, đầu tiên tôi đặt được tôi không cần để nguyên được, tôi không cần đặt D vẽ N vội, tôi làm tổng quát như sau nhé. Đây. Tôi vào cái lệnh này mà tôi đặt cái chế độ là repeat. Vì tôi để là 4 lần đi, được chưa? Không. Tôi để là 4 lần và tôi move vào phía trước. Không, tôi làm cho mình chơi game nghiêm chỉnh đi. Tôi đặt cái hai tham số là D và tham số thứ hai là N đi. Bạn tổng quát đây nhé. Rồi, bây giờ tôi đặt D bằng là như là 50 chẳng hạn. Đặt D bằng 50 và tôi đặt N tôi đặt bằng 4. Bằng 4 nhé. Trên này. N bằng 4. Và đây là bắt đầu là vẽ này, pen down này. Tôi vòng lặp của tôi là N lần. N lần. Được chưa? Sau đó tôi move về phía trước. Move về phía trước là một cái đoạn bằng D, tổng quát mà bằng D, bằng D. Sau đó xoay trái, sau đó là xoay trái, thơn trái đây. Một góc bằng bao nhiêu? Một góc bằng là ba, một góc bằng 360 độ chia cho N này nhé. Một góc tôi là phép chia ở chỗ này, tôi là phép chia đây. Chia là bao nhiêu? Chia là 360 độ và chia cho N. Chia cho N. Và khi vẽ xong cái này thì tôi nhấc bút lên. Thì nguyên tắc bao giờ tôi cũng nhấc bút khi chúng ta vẽ xong. Đấy. Nên tôi cho nó ẩn đi cho nó dễ nhé, ẩn đi này. Cho nó dễ nhìn hơn cái lệnh vẽ thôi. Đấy, ẩn đi. Đấy. Chạy thử nhé này. Bây giờ N 4 lần vuông thế nào? Nhé. Bây giờ tăng cái này lên 5 này. 5 thì nó sẽ là hình gì? Nó là hình ngũ giác đều. Tôi cho nó lên là 6. 6 thì nó là hình lục giác đều. Thấy không nào? Tôi tăng lên 7. Thì đây là hình 7 giác đều. Thấy không? Tôi tăng lên là 8. Tăng lên là 8 thì đó là hình hình bát giác đều. Khi nó to lên rồi thì chúng ta cái D chúng ta phải để nhỏ đi thì ta mới dễ nhìn. Bây giờ tăng lên 10 là nó hơi nó sợ nó tràn ra ngoài màn hình mất. 10 nó rất lớn này. Đấy, vẫn được. Bây giờ tăng lên nữa thì ta phải giảm được tảng con giảm lại xuống còn 30 nhé. 30 nó lại bé lại, lại vẽ được. Đó. Bây giờ tăng cái này lên là 12 chẳng hạn. Có được không? Được. Thấy không nào? À, thì các bạn thấy nhé, các bạn thấy một cái hình rất là rõ ràng này. Khi vẽ hình mà đa giác đều N mà tăng lên ấy thì N mà càng tăng lên nhiều thì hình này nó càng giống hình tròn. Đấy. Như vậy là một cái tư duy rất là thú vị. Như vậy muốn vẽ hình tròn ở trong Scratch chúng ta phải vẽ hình đa giác đều với N là đủ lớn. Ví dụ
tôi cho n bằng n, tôi cho nó bằng 50 chẳng hạn, 50, và d là tôi cho nhỏ đi, d nó bằng bằng 10 thôi, xong vẽ được không nhé, thử này. Hoàn toàn vẽ được. Như vậy là với n bằng 50 là đủ để chúng ta vẽ một hình tròn tròn xoè thật, khi mà nhìn hình tròn tròn xoè. Thứ nhất là chúng ta vẽ một cái hình đa giác đều là 50, là 50 50 cạnh, 50 50 cái đỉnh ấy. Nhưng mà hình, nhưng mà chúng ta vẽ một hình nó rất là cạnh rất là bé nhưng mà cảm giác là hình tròn. Như vậy là ở trong SCAD thì vẽ hình tròn chính là vẽ một cái hình đa giác đều với cái số lượng là cạnh là lớn, đủ lớn, được chưa? Đấy, thì đây là một ví dụ đơn giản, nhưng mà tôi cho cái này muốn cho vẽ hình, tôi để cái này là tôi để lại cái này là ba chẳng hạn, nên nhỏ 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 nhỏ. Đấy, thấy không nào? Được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thủ tục, một cái lệnh vẽ mà tôi vẽ cái hình tròn thật nhỏ nhỏ để sau này tôi sẽ vẽ các cái hình khác, dùng dùng cho các hình khác. Đây tôi làm như sau. Đây. Hình này là hình hình bắt đầu từ vị trí hiện thời, hướng hiện thời mà tôi sẽ vẽ vẽ. Chúng ta luôn nhớ cái hướng mà chúng ta bắt đầu vẽ là cái gì. Đây tôi vẽ hình tròn nhé, đây tôi vẽ hình, từ biệt tôi làm thủ tục để vẽ hình tròn. Tôi đang chú ý như sau. Chúng ta sẽ vẽ hình tròn bắt đầu từ một cái vị trí bất kỳ ở đây theo hướng này. Hình tròn chúng ta sẽ hình tròn chúng ta sẽ là như thế này. Đấy. Như vậy là cái cạnh này, hướng này sẽ là cái hướng của cạnh, là sẽ là tiếp xúc với cái hướng này của hình tròn đấy. Cái hướng hướng chúng ta đang ở đây thì nó vẽ nó sẽ là như thế này. Đấy. Hướng nó đang ở đây thì nó hình tròn nó sẽ là như thế này. Thấy không nào? Đấy. Đây là hướng hiện thời này, đây là hướng hiện thời rất quan trọng nhé, hướng hiện thời. Hướng hiện thời, hình tròn đây. Giờ thì bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ làm một thủ tục đơn giản để vẽ hình tròn nho nhỏ với cái hướng ban đầu là tiếp xúc như thế này. Thì tôi làm như sau. Đây mình tôi làm các bạn xem một cái thủ tục nhé. Mà ta dùng nó ở những nơi. Tôi tạo ra một cái, dùng cái main block và tôi tạo ra một cái hình là vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn. Và chúng ta dùng nó ở rất nhiều nơi. Vẽ hình tròn nhé. Hình tròn đây. Đấy. Bây giờ để ở đây nhé. Bây giờ tôi làm tổng quát như sau. Tôi sẽ vẽ như sau, tôi sẽ vẽ hình tròn như sau, tôi đặt ở đây này. Đấy. Nhưng mà tôi đặt nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ tôi bỏ cái này ra, tôi bỏ cái này ra, tôi bỏ cái này ra và tôi đặt cái này nó là vậy, đặt là 50. 50 và đây tôi đặt để bằng bằng 2 thôi. Đấy. Nhưng mà đây là vẽ cái hình tròn nho nhỏ, thì hình tròn nho nhỏ. Và tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi có thể bỏ được cái này ra, tôi để cái hình tròn đây. Để tôi chạy thử nhé. Đây. Đây chia 50 nhé, mà trên 50 chia 50 mới đúng, trên 50 nhá. Đấy. 50 lần mà. Đấy, được chưa? Múc. Múc đây là múc 2 nhỏ thôi, rồi làm thử nhé này. Đấy. Đây là hình tròn nhỏ, bắt đầu sẽ bắt từ ở đây này. Đấy, thấy không nào? Muốn to một tí tôi để tăng này lên là 3 này, nó sẽ to được một tí. Nhưng không quan trọng, tôi làm thử thôi mà. 3 nhé. Nó sẽ là như thế này. Đấy, đủ hay nhé. Bây giờ tôi sửa lại cái này một tí. Cái lệnh này tôi có thể ở trong cái lệnh của lệnh các cái thủ tục của Scratch ấy. Chúng ta muốn là nếu là ta dùng để vẽ hình ấy, chúng ta có một cái nút để mà chọn cho nó chế độ là vẽ nhanh. Bây giờ tôi bấm một chuột phải để chọn cái lệnh là edit, là sửa lại cái, đây là lệnh là sửa lại cái thủ tục đó vào đây này. Đấy, vẽ lại hình nào nhé. Thì ở trong cái màn hình mà là cái màn hình mà nhập cái thông tin của một cái thủ tục ấy, một cái lệnh ấy, thì nó có cái nút ở đây rất quan trọng nhé. Cái nút này là nút thực nháy vào đây thì nó sẽ vẽ rất là nhanh. Cái này nó chỉ tác động đến cái thủ tục dùng để vẽ hình thôi, còn được với cái chức năng khác thì nó không 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 hỗ trợ gì cả, nhưng mà nó hỗ trợ cho cái lệnh vẽ hình mà vẽ rất nhanh. Chứ khi mà chúng ta cần vẽ một cái hình, vẽ rất hình rất là phức tạp, một cái lưới hồ vuông rất lớn, lệnh tô màu rất phức tạp, thì dùng cái này để chúng ta vẽ hình, để chúng ta vẽ nhanh. Bước vào đây chúng ta vẽ thử rất nhanh này, rất nhanh mà ta không không nhìn thấy đâu, rất nhanh luôn nhé. Đó. Thì bây giờ đây tôi ghi lại cái này, tôi ghi lại là gì? Tôi ghi lại là gì? Là vẽ hình tròn. Cái một cái lệnh rất rất quan trọng. Thì lệnh cái hình tròn này rất hay là gì? Chúng ta xoay tròn, khi mà chúng ta thiện xong thì cái vị trí vẽ lại về lại chỗ cũ và hướng về chỗ cũ luôn, hướng 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 về chỗ cũ luôn.
Thế bây giờ tôi muốn vẽ một hình khác nhé. Cái hình này này, cái hình này là cái hình mà là như này, hình mà tôi đang vẽ là hình như này, hình tôi đang vẽ là hình như sau, là cái hình mà nó như thế này. Đây này, bắt đầu từ vị trí này thì nó vẽ chiều ngang như này. Vì tôi muốn làm một thủ tục khác là như nào, tôi muốn làm thủ tục khác là như sau nhé. Không như này, bây giờ tôi muốn như sau, từ bắt đầu vị trí này hướng là đây này, thì tôi muốn là hình của chúng ta nó sẽ là như thế này. Đấy, thì có làm được không? Đấy, tức là cái hướng chúng ta là nó không phải là nó tiếp xúc với cái đường này, mà nó vuông góc với cái đường này, tiếp xúc với cái đường ngang này thôi. Đấy, đây là hướng ban đầu nhé, thì có làm được không? Hướng hướng gốc đây thì có làm được không? Hoàn toàn làm được. Bây giờ tôi vẽ với hình hình tròn thứ hai, dựa trên hình tròn thứ nhất. Ở đây hình tròn thứ hai là tôi vẽ bắt đầu từ vị trí hiện thời này với hướng này, thì nó vẽ theo cái hình này, nó tiếp xúc cái đường ngang này chứ không phải tiếp xúc với cái đường dọc này nhé. Đấy, nó tiếp xúc với cái đường ngang này thì làm thế nào? Thì cái làm là như sau, ở vị trí này nhé, đây là hướng hiện thời này, tôi vẽ hình này, tôi sẽ phải xoay đầu tiên, tôi phải xoay sang phải. Xoay sang phải là xoay phải là xoay xoay phải là 90 độ. Sau đó gọi hình này, gọi xong rồi, khi vẽ xong rồi thì tôi phải sao, tôi sẽ phải là gì, tôi sẽ phải xoay, đây là xoay xoay phải. Sau đó thì tôi sẽ phải, khi xong rồi tôi phải xoay trái, ngược trở lại, xoay trái là gì, xoay trái là 90 độ nữa, thì nó quay trở lại, xoay trái 90 độ thì nó mới quay trở về cái vị trí ban đầu. Thì cái làm là như sau. Đây, tôi làm cái thủ tục thứ hai nhé. Đây là vẽ hình tròn 1. Bây giờ tôi làm tiếp tục lệnh nữa là vẽ hình tròn 2. Vẽ hình tròn 2 thì làm như sau. Tôi vẫn để chế độ là vẽ nhanh này. Đấy, làm như sau nhé. Cái làm là như sau này. Đầu tiên tôi làm sao? Đầu tiên tôi sẽ xoay trái, xoay phải 90 độ. Tôi xoay phải 90 độ. Sau tôi chạy vẽ hình tròn này. Vẽ xong hình tròn này, tôi lại xoay trái 90 độ. Xoay trái 90 độ. Xoay trái 90 độ. Đấy. Thì bây giờ tôi cho ra cái hình mới, một cái thủ tục mới là vẽ hình tròn 2, là vẽ hình tròn là nó vuông góc với cái nó vuông góc với cái đường, cái hướng ban đầu. Tôi thử cho bạn chọn cho bạn xem nhé. Đến tôi để hướng đây. Tôi để cái hướng của chúng ta là hướng lên trên nhé. Đấy, tôi để hình trên này này. Và tôi dùng cái lệnh, tôi vẽ cái lệnh một tròn 2 nhé. Mà thấy nó sẽ hướng lên trên nhé. Đây hình khó nhìn nhé. Đấy, nó là vẽ đường này là cái hướng hướng của chúng ta là cái hướng này này, hướng này này. Đấy. Vậy hình này tôi có thể sửa lại như sau cho đẹp nhé. Hình này là vẽ tròn 2, tôi làm như sau. Bây giờ tôi có thể bỏ cái này ra và tôi đưa cái này sang, tôi copy cái này sang. Copy cái này sang, được chưa? Tôi làm như sau, tôi để cái này xuống dưới này, tôi để cái này vào đây, để cái này vào đây, vậy đây là hình tròn 2. Nó vẫn là tròn 1 thôi, nhưng mà tôi để tách ra thì nhìn nó dễ. Nhưng mà đây là cái hình tròn này, là hình tròn mà cũng hình như ở đây, nhưng chỉ khác là gì, là cái hướng vẽ của nó là nó vẽ vuông góc với cái hướng hướng gốc, còn cái hình tròn này là vẽ tiếp xúc với cái hướng gốc. Được chưa? Bây giờ chúng ta dùng hai hình này để chúng ta vẽ hình sau đây. Để tôi cho các bạn xem. Bây giờ tôi vẽ hình sau đây nhé. Bây giờ tôi cho chiếc số N và tôi làm như sau. Đây tôi cần vẽ bài tập sau đây. Bài tập 2 là tôi vẽ như thế này. Từ tâm đây cho chiếc N. Cho chiếc N, ví dụ từ N tôi để bằng 5. Tôi muốn vẽ như sau này. Là một hình này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, và tôi vẽ cái hình như này. Đấy, mà nó vuông góc như này này. Đấy. Được chưa? Thì tôi phải vẽ là tâm tôi vẽ cái một cái đoạn này, đoạn này tôi kiểu nó là D nhé, là cái độ dài, là cái độ dài của một cái cành hoa. Tôi vẽ lên này, sau tôi lùi lại, tôi vẽ đường này, tôi lùi lại, tôi vẽ cái đường này, lùi lại, tôi vẽ đường này, lùi lại, vẽ này, và ở đầu này tôi dùng cái lệnh vẽ hình tròn, tôi làm vẽ hình tròn để tôi làm rất đơn giản. Sau tôi lùi lại,
Được chưa? Bây giờ làm như sau. Bây giờ chúng ta làm xong tập tập này là vẽ một cái hình ngôi sao và vẽ một cái hình sao, là vẽ một cái hình bông bông hoa có 5 cánh, ở đầu nó có cái hình tròn, là cái là mô tả cái bông hoa nhé. Cái làm như sau. Đây, tổng quát nhé. Cái bài này tôi lưu lại, bài này tôi mô tả là có hai cách vẽ hình tròn. Và mình tôi sang lại cái bài số 3. Bài số 3 này tôi làm như sau. Tôi nhập số n n tôi cho trước. Sau đó thì là n và d, n d nghĩa khác, d chỉ là n là cái số cạnh của cái bông hoa, số bông hoa. Còn đây là khoảng cách từ tâm đến cái bông hoa đó. Còn bông hoa đầu tôi dùng cái hình tròn 2 để tôi vẽ. Được chưa? Làm như sau này. Ban đầu tôi đặt là n bằng 5 chẳng hạn, tôi đặt n bằng 5. N đặt bằng 5 nhé. Và d. D tôi đặt là bất kỳ khoảng là 100 chẳng hạn. Đấy. Thì như sau nhá. Đây. Bỏ cái này ra này. Đấy. Bỏ cái này ra nhé. Đặt n bằng 5 và d bằng 100. Sau đó tôi tôi go to đến gì? Tôi go to đến điểm ban đầu là không 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 rồi hướng hướng bất kỳ hướng không quan trọng, thôi tôi để hướng là quay sang bên phải, hướng không quan trọng. Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu vẽ này, tôi lặp là 5 lần, tôi repeat là 5 lần là đúng là n lần đấy, tôi repeat là n lần, là n lần, được chưa? Rồi tôi bắt đầu vẽ này, phải quay lại tôi lặp chứ, tôi repeat repeat là n lần. Và một lần như vậy nhé. Tôi làm như sau, tôi move về phía trước là d bước. Move về phía trước là d bước. Được chưa? Move về phía trước là d bước. Sau đó tôi lùi lại. Lùi lại tôi xoay một góc bằng bằng 360 chia cho n, sau đó tôi lại làm như vậy thì tôi vẽ được các cái cành hoa làm như sau. Move d bước này, sau đó tôi đi lùi lại. Dùng cái lệnh move tôi đi lùi lại. Move trừ d bước, move là đây, move là trừ một và d bước đi lùi lại. Đấy. Lùi lại sau tôi xoay xoay một cái góc là bao nhiêu, bằng là 360 độ chia cho n, đây 360 chia cho n, 360 và chia cho n. Được chưa? Ở chỗ này tôi phải sao, chỗ này tôi phải hạ bút, quên chưa hạ bút thì còn không vẽ được. Ở đây là pen down này, ở đây là pen down. Đấy. Khi vẽ xong thì tôi nhấc bút. Đấy. Vẽ xong rồi tôi nhấc bút, nhấc bút. Đấy. Thì cái đoạn này chính là cái chỗ này chính là cái lệnh này này. Tôi vẽ thử gọi xem như này, nó là cái này này. Này, là cái vẽ cái này này. Đó. Chẳng lại nhé, là chúng ta lặp n là n lần này, chúng ta move d bước này, move d bước này. Xong như lùi lại, lệnh này là đi lùi lại xong xoay một góc góc này. Xoay xong ta cứ thế, ta làm như vậy là lặp lùi lại là 5 lần. Vì tôi muốn vẽ cái bông hoa ở đây, cái hình vòng tròn đây tôi dùng cái hình vòng tròn dùng lệnh hình tròn 2 tôi đưa vào đây. Tôi đưa vào sau cái lệnh này này. Đấy. Múc đê bước xong vẽ hình tròn 2 xong mới đi lùi. Đấy, ta làm được hình như sau. Nó không được, vì sao? Là vì chúng ta lại nhấc bút lên thôi, không sao. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Ở đây tôi làm như sau này, tôi sẽ phải chỉnh sửa như sau, tôi sẽ làm lại như sau này. Tôi sửa một chút thôi là được thôi, bây giờ tôi bỏ cái này đi, cái đoạn này tôi bỏ cái pen down này đi, tôi để bỏ đi. Đấy. Là được thôi. Nhé. Vòng tròn 2 nhé. Vòng tròn 1 tôi không vòng tròn 1 tôi không không dùng đến, tôi dùng vòng tròn 2 thôi. Đấy, tôi chạy lại này. Đấy là sẽ được này. Đó. Như vậy là dùng khi mà đây tôi múc vào đến bước này, tôi vẽ vòng tròn 2. Vòng tròn 2 là vòng tròn là nó vuông góc với cái hướng của cái ban đầu đây, hướng ban đầu nhé. Hướng ban đầu đây tôi vẽ vòng tròn 2 là như thế này. Đấy. Còn vòng tròn 1 thì khác hẳn nhé. Để tôi bỏ cái này, tôi bảo cho bạn xem, tôi bỏ cái này đi này.
Mình sẽ bỏ cái này ra rồi thử làm cho một sẽ như nào nhé. Đây, gọi cái này là một đi, dùng lệnh này cho một đây. Là sửa biệt tôi bỏ cái này ra, tôi bỏ cái này ra và thay cái này bằng vòng tròn một xem như thế nào nhé. Thế nên là như này, này. Làm như này nó không nó hơi dở, nó không không đẹp. Bây giờ tôi thay vòng tròn hai đẹp hơn, tôi bỏ cái này ra và thay cái này bằng vòng tròn hai sẽ đẹp hơn nhé. Đấy. Đấy. Bây giờ là rất đẹp rồi. Thì tôi có thể bỏ cái này đi. Đấy. Tổng quát lại là chúng ta đây chúng ta vẽ một cái vòng tròn hai là nó vẽ và nó vuông góc cái hướng đây này, nó vuông góc cái hướng mà tôi vào ban đầu nên rất hay. Và vẽ xong thì nó quay về chiều cũ và hướng cũ, cho nên chúng ta có thể dùng lệnh là múc phía trước và tôi lùi lại đi lùi lại được. Đấy. Nhé. Thì chúng ta vẽ đi ra cái bài này là vẽ. Vẽ cành hoa n cánh. Đấy. Được chưa? Thì cái này các bạn có thể về làm tiếp tục những cái việc cái hướng này, ta luyện tập những cái bài tập như này nó có nhiều lắm, nó có rất nhiều bài tập liên quan đến cái này. Và chúng ta sử dụng cái các cái thủ tục mà đơn giản, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái những cái phần kiến thức khác liên quan đến cái việc vẽ và liên quan đến việc tô màu. Thì bây giờ trước khi mà nói về cái về màu sắc, tôi xin phép được nói như này nhé. Cái phần này là phần quan trọng đây. Thế là khi mà chúng ta đặt màu cho cái màu sắc ở trong các cái bài tập liên quan đến vẽ, thì chúng ta chú ý là chúng ta có cái đây là lệnh chính chúng ta đặt màu cho cái hình vẽ. Thì ở đây chúng ta bấm vào đây thì cái màu ở đây là cái màu ở trong chỗ này này, là màu đây nó sẽ làm cái màu mà tổng hợp, bấm vào đây nó tổng hợp của ba tham số. Nhưng mà ở trong slide thì một cái màu nó tổng hợp của ba tham số nhá, tham số thì gọi được tham số là color, tham số là s và tham số là b nhá. B thì mỗi cái tham số này là giá trị từ 0 cho đến đây là 100, từ 0 đến 100 và từ 0 đến 100. Với cái đây tôi vẽ lại cho các bạn xem nhé. Đây là tham số là màu sắc, tham số màu. Thì tham số này thực ra ở trong lý thuyết màu là chính là người ta gọi là tham số Huê, tức là H từ đằng sau nhé. Còn cái tham số này là tham số nó gọi là độ bão hòa. Còn tham số này là tham số là độ sáng. Thì anh độ sáng của nó là nhỏ nhất là bằng 0, bằng 0 thì màu luôn là màu đen. Còn là sáng nhất là 100 thì màu luôn là màu đúng của nó đấy. Đấy. Màu đúng của nó đây. Đấy. Được chưa? Còn cái độ bão hòa là ở đây nữa. Như vậy là một cái màu ở trong sắt nó cũng gồm có 3 tham số nhé, 3 tham số để tôi viết lại cho bạn xem. Như vậy là khái niệm màu ở trong màu sắc màu sắc ở trong SCAD ấy, nó tổ hợp của ba tham số. Tham số thứ nhất là đặt tên là color. Tham số này ở trong lý thuyết màu sắc ấy thì người ta gọi nó là tham số H hay là nó lại hue nhé. Đọc tiếng Việt là Huế đi. Tiếng Anh đọc là hue, tiếng Việt đọc là Huế cho nó đơn giản nhé. Tham số này là từ 0 cho đến 100. Tham số thứ hai là tham số nó là saturation, nó là tham số này là cái độ bão hòa là từ 0 đến 100. Tham số thứ ba là tham số là ánh sáng, brightness. Tham số thứ hai là tôi kiểu là sc. Tham số một tôi kiểu là c đi. Tham số thứ ba này tôi đặt tên là b đi, cũng chạy từ 0 cho đến 100. Như vậy với cái mặc định mà nói thì cái màu sắc chúng ta chọn là nó ta rất là hơi đối với học sinh là rất là khó hiểu nữa, rất là khó hiểu. Nhưng mà nó có cái thằng sát nó có cái chức năng ta có thể chọn cái màu mà tôi biết trước. Đây. Bây giờ tôi không biết màu nào, tôi muốn đặt cái màu của nó đúng là cái màu của cái hình con mèo này tôi làm như nào. Thì tôi chỉ việc bấm vào đây này và chọn cái này đây. Đây là cái chức năng là lựa chọn cái mẫu màu bất kỳ. Tôi bấm vào đây và tôi có thể đi tìm màu trong này. Đây. Đây đặt màu này. Đây chính là màu con mèo, tôi kích một cái thì đây màu là chính cái màu của con mèo. Được chưa?
Đấy, mồ của mèo là cái mồ này. Như vậy là cái lệnh này là lệnh mà chúng ta đặt cái chúng ta đặt cái gì? Đặt cái màu sắc mà chúng ta không cần biết rõ các tham số của nó. Không biết rõ nó là tham số của nó là C là bao nhiêu, S là bao nhiêu và B là bao nhiêu, chúng ta không 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 cần biết. Và chúng ta có thể chọn theo cái hoặc chúng ta nhìn nhìn trên màn hình, hoặc chúng ta có thể là copy màu, copy cái màu sắc từ một vùng khác trên màn hình. Đây, như này. Và đây là lệnh thứ nhất nhé. Đây là lệnh rất là hay dùng. Nhưng mà đôi khi chúng ta muốn đặt màu thật chính xác, mà chúng ta muốn dùng màu đó thành thành cái màu mà chúng ta có thể dùng đi dùng lại, đặt trên làm như là một cái biến, thì có được không? Được. Cái làm thứ hai là như sau, phức tạp hơn nữa. Làm thứ hai dành cho những người nào mà muốn lập trình vẽ hình sắc, vẽ màu sắc một cách tinh tế hơn, chính xác hơn và phức tạp hơn, thì làm như sau, thì tôi mô tả các bạn. Thì cách thứ hai là chúng ta có thể hay không là gán màu, có thể hay không là chúng ta gán màu sắc, gán màu cho biến nhớ, cho biến liệu có được không? Đấy, gán màu thì cho chúng ta dùng. Ví dụ chúng ta đặt làm tôi đặt là đặt trước trong màn hình của chúng ta là có ba cái màu cần phải vẽ, là màu đỏ là một, màu vàng là hai và màu da cam là ba. Tôi đặt cái ba cái tham số là tham số đỏ bằng bao nhiêu đó, tham số vàng bằng bao nhiêu đó, và tham số là da cam bằng bao nhiêu đó nhé. Và cần thiết tôi chỉ gọi là cái lệnh là đặt là màu vàng, đặt một một là màu đỏ, đặt một là màu da cam, thế này theo cái biến này, là coi như là ba cái biến để mô tả màu, có được không? Đấy, còn cách thứ hai là cách phức tạp hơn nhé. Nhắc lại là cách nhất là cách cho chúng ta là dùng cái lệnh là gán màu trực tiếp trên cái dòng lệnh là đặt màu cho bút vẽ. Cách nhất 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 là cách tôi vừa mô tả xong ấy, là cách mà chúng ta đặt màu một cách rất là đơn giản dành cho đa số người dùng sử dụng. Cách thứ hai là khó hơn, sâu sắc hơn và nâng cao hơn. Chúng ta đặt màu vào những cái biến nhớ và cái biến và biến đó chúng ta có thể dùng đi dùng lại, dùng ở các vị trí khác nhau. Đấy, thì để chúng ta làm thử cái này nhé, phương án 2 nhé. Phương án 2 là sau tôi sẽ cùng các bạn tôi sẽ làm thử một bài tập liên quan đến cái việc là chúng ta dùng cái biến như vậy để chúng ta dùng nó thì như thế nào. Đây. Thì làm được không? Thì làm được nhé, tôi mô tả các bạn. Thì làm được là thì là như sau nhé. Thì chúng ta làm như sau, bây giờ tôi giả sử chúng ta đặt ba cái biến đi. Một cái biến chúng ta đặt tên là đỏ đi. Đỏ. Một cái biến thứ hai chúng ta đặt tên là vàng. Vàng. Và biến thứ ba đặt tên là da cam. Da cam. Da. Rồi, đặt tên là da cam. Được chưa? Hiện chưa biết là chữ là bao nhiêu cả, tôi để trống như này hết nhé. Và sau đó tôi sẽ cần phải đặt, tức là tôi đã chương trình của tôi sẽ đặt là tôi sẽ phải đặt tiếp là như thế nào. Đây, tôi đặt tiếp là tôi sẽ đặt là đặt các tham số là như sau: đặt da cam bằng bao nhiêu tôi chưa biết này, đặt màu vàng bao nhiêu tôi chưa biết này, và đặt màu đỏ bao nhiêu tôi chưa biết, thì liệu có làm được không? Đó, thì làm như sau nhé. Chúng ta làm được thì lúc bây giờ chúng ta làm như sau: chúng ta sẽ phải thiết lập riêng riêng những cái đặt thiết lập riêng những cái tham số riêng cho C riêng, cho S riêng và cho B riêng. Thì khi muốn đặt cái màu riêng biệt này thì chúng ta đặt trước cái S là đặt là 100 và B là 100, sau chúng ta đặt màu theo ý, ý của chúng ta. Bây giờ làm thử các bạn xem nhé. Đây, cái này rất quan trọng, các bạn chú ý nhé. Ở trong cái lệnh màu sắc ấy, nó có thêm như sau. Nó có cái lệnh là gì? Là set pen. Đó, khác nhau nhé. Cái này là set pen color to là khác là lệnh này đúng không? Đây tôi bỏ đi lệnh này. Lệnh này set pen theo cái gì? Đây, theo là saturation, theo color, theo brightness. Còn thêm một lệnh nữa, đây là cái lệnh là cái độ độ mờ, tôi bỏ qua cái này. Được chưa? Thì tôi làm như sau này. Tôi đặt cái đặt trước cái set kia là cái saturation là cái độ bão hòa, tôi đặt trước là 100 nhé, là các bạn đặt cứng là 100 đi. Rồi. Sau đó tôi copy tôi đặt cứng cái brightness cũng là 100 nhá. Chúng ta đặt trước vào đây đi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái màu đỏ vào ra cam như sau. Tôi bấm vào đây tôi chọn này. Đây nhá. Ở đây bây giờ tôi đặt cái này là 100 này. Đặt 100 này.
Rồi bây giờ chúng ta thử nhé, đây này. Như vậy đây là màu đỏ, nó sẽ là màu không. Nhà chú ý đây là màu không nhé. Như vậy chúng ta đặt là màu đỏ là không, đúng rồi. Cho tìm đây, cho tìm màu vàng nè. Đây, cho tìm đây, cho chuyển chuyển lên đây. Màu vàng chưa? Như vậy màu vàng ở đây sẽ là 16 này, coi là 16 là 17 được cái này. 17, 17 nhé. Tôi đặt giá cam, tôi đặt vàng là 17. Rất chính xác rồi đấy, 17. Rồi, bây giờ đặt tiếp cho cái màu màu da cam thì chúng ta chuyển vào đây một chút nó thành màu da cam ngay. Đây. Màu da cam sẽ là 12. Theo đẳng color nên là 12 nhé, nó sẽ là 12. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ tôi sẽ vẽ trên màn hình, tôi vẽ ba cái hình liền nhau để chúng ta cùng nhau ra thử nhé. Bài tập của chúng ta như sau, tôi làm luôn cái lệnh là tô màu luôn. Là hình thứ nhất tôi tô màu là màu đỏ, hình thứ hai tô màu là màu vàng, hình thứ ba tô màu là da cam, và tôi sẽ vẽ thử cho các bạn xem hình đó nhé. Tôi là lệnh tô màu luôn đấy, làm như sau. Đây, bài tập của chúng ta là như sau. Bài tập là chúng ta sẽ vẽ tô màu, đầu tiên tô màu cái hình đầu tiên là tô màu đỏ. Đỏ. Sau đó tôi lại vẽ tiếp hình thứ hai kề lại vào đây nhé, và tôi tô màu cái này là da cam, da cam tô màu. Và lệnh thứ ba tôi vẽ vào đây, tôi tô màu đây là đây là màu vàng. Ba cái hình này là hình vuông liền nhau, có cạnh là D, tôi cho trước màu đỏ, da cam, vàng tôi cho trước. Đây, màu đỏ chúng ta là màu là số 0 này, màu vàng là chúng ta là 17 này, và màu da cam mà chúng ta là 12. Biết trước cái này rồi thì làm như thế nào thì tôi mô tả luôn. Cái bài này chúng ta học luôn cách là chúng ta sẽ tô màu hình như nào. Cách tô màu là như sau. Cách tô màu là chúng ta phải vẽ đây đấy. Bây giờ chúng ta muốn vẽ hình vuông, chúng ta hiểu rồi, chúng ta vẽ cái hình này là vẽ này là xong, đúng không nào? Vẽ hình này là xong. Nhưng mà vẽ hình tô màu không kết quả như vậy. Tô là như sau nhé, chúng ta soi từ đây này, chúng ta vẽ đi vẽ lại, vẽ đi vẽ lại, chúng ta cái vẽ vẽ chúng ta lùi lại, ta lên chiếc ta vẽ, chúng ta vẽ thành những thành các cái đường như này. Cái độ dài này là D thì chúng ta sẽ phải vẽ là D lần, một lần ta đi lên, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, đến D lần thì là xong. Ta vẽ cái đường ngang theo chiều cao là cách nhau là một pixel là một điểm đó. Như vậy là cách vẽ là ta vẽ cái đường thẳng liên tục. Như vậy là cái bản chất cái việc tô màu nhé, cái bản chất cái việc tô màu ở trong Scratch ấy, nó chính là bằng vẽ các đường thẳng, vẽ nhiều đường thẳng liên tục, vẽ nhiều đoạn thẳng liên tục. Cái này phần này là phần khó đấy nhé, hơi khó thì sang cái phần sau mà nâng cao tôi sẽ là kỹ hơn. Bây giờ tôi chỉ vẽ cho các bạn, mô tả các bạn đơn giản cái lệnh lệnh tô màu thôi. Vẽ nhiều đoạn thẳng liền nhau, liên tục và liền nhau. Đấy. Ví dụ như là tô màu hình vuông nhé, tô màu hình vuông D thì nó bằng, nó chính là bằng gì, là tôi vẽ là vẽ D lần, vẽ D lần mà mỗi lần thì kẻ một cái đoạn độ dài D là xong, độ dài D đấy. Bật đây nhé, tôi vẽ bằng đường D này, xong lùi lại lên trên, vẽ đường thứ hai lùi lại lên trên, đó chính là một lùi lại lên trên. Cứ như vậy ta vẽ D lần là xong, là ra một cái hình vuông tô màu ngay. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi làm cho các bạn xem nhé. Đây này, thì như sau nhé. Đây này, bạn làm bài thì đầu tiên tôi phải đặt là đặt set pen saturation là bằng 0, 100 cứng. Đặt brightness, set pen brightness là 100. Đặt màu đỏ là 0, đặt da cam là 12, vàng là 17, và tôi bắt đầu vẽ. Được chưa? Bây giờ tôi bắt đầu vẽ. Đầu tiên tôi tìm cái D đấy nhé, tôi vẽ ba hình mà thôi. D tôi được tạo một cái D cho nó thật hay đi nhé, tạo ra một cái D ban đầu. D được chưa? Thì tôi đặt D bằng 100 chẳng hạn, D bằng 100. Được rồi, thì như sau nhé. Đây về tôi ẩn đi này, tôi làm các thủ tục bình thường nhé. Đây tôi ẩn hình đi cho nó hai này, đầu tiên là hai này. Sau đầu tiên là tôi khi bước vào đầu tiên tôi đặt chế độ là gì, tôi xóa hình này, xóa các hình đi này, đặt chế độ là ẩn đi này, và
tôi pen up này, pen up lên này, được chưa? Đấy. Được chưa nhé? Đặt D này, cái lên này thường 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 để lên trên, để lên trên cùng. Đó. Chứ để lên trên cả, để lên trên cả cái phần pen up cơ. Rồi. Và cái này này ở đây và D bằng 100. Và tôi go to đến vị trí nào? Go to đến vị trí 100 nhé, hay là tôi go to đến vị trí ban đầu tôi vẽ đấy mà. Go to đến vị trí ban đầu là trừ thôi. D 100 mà cho nên nó sẽ phải lên là phải trừ 100. Trừ 100 và đây là trừ 100. Đây là ban đầu nhé. Trừ 100. Và tôi di chuyển theo sang bên phải. Được chưa? Thì lệnh tô màu đó tôi sẽ vẽ thành, tôi làm thành một cái thủ tục. Thủ tục đó tôi sẽ làm thành 3 lần. Lần đầu tiên tôi vẽ màu đỏ, tô màu đỏ. Lần hai tôi vẽ tô màu da cam. Lần thứ ba tôi tô màu gì? Lần thứ ba tôi tô màu là vàng. Làm như sau nhé. Tôi tạo một cái thủ tục có tên là tô màu. Tô màu. Được chưa? Và tôi tô màu là tôi đặt chế độ là vẽ nhanh. Vẽ nhanh. Bắt đầu từ vị trí hiện thời. Bắt đầu từ vị trí hiện thời và vẽ theo hướng hiện thời nhé. Bắt đầu từ vị trí hiện thời, vẽ theo hướng hiện thời. Và tôi tô màu như sau. Đây, các bạn chú ý là làm cho tôi nhé. Đầu tiên tôi màu cái hình đầu tiên thì tôi dùng cái gì? Tôi dùng màu đỏ. Tôi làm như sau, tôi đặt là set pen color. Đây, tôi set pen chọn chọn là chọn color nhé. Và tôi đặt là màu đỏ. Đây, đặt là màu đỏ, không phải là dùng màu đặt đỏ. Đấy, đặt đỏ nhé. Đấy, các bạn chú ý này. Đầu tiên đặt đỏ trước, tôi vẽ tô màu đỏ trước nhé. Cái làm như sau này. Tôi lặp là D lần. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta nhớ lại với lệnh vẽ vẽ hình này. Đấy. Lặp là D lần. Và mỗi lần như vậy tôi di chuyển về phía trước là D, xong tôi lùi lại D, lại lại lên trên, cứ như vậy làm như vậy 3 lần. Lần đầu là đỏ, lần thứ hai là da cam, lần thứ ba là vàng. Thế làm là như sau. Đấy nhé, đầu tiên tôi lặp là D lần. Lặp là D lần. Được chưa? Mỗi lần như vậy tôi làm như sau. D nhé. Tôi đặt như vậy tôi phải gì? Tôi phải là pen down để bắt đầu vẽ. Đấy, đặt trên này. Đấy, bắt đầu vẽ nhé. Pen down này. Ở đây tôi múc ra phía trước. Tôi múc ra phía trước là D là D lần. Bắt đầu vẽ nhé. Đi vẽ rồi cho tôi sẽ lùi lại. Bước tiếp theo là tôi sẽ lùi lại cũng là D bước. Đây. Cũng là D nhé, lùi lại là D là trừ 1. Trừ 1. Sau đó thì sau đó là gì, chỗ này khi mà tôi làm xong rồi thì tôi sẽ phải nhảy, tôi phải chạy lên trên một chút, tôi dùng cái lệnh là trên y by 1. Đấy, trên y by 1 nhé, by 1. Được chưa? Khi mà xong xong lệnh lặp này rồi thì là hình chúng ta đã vẽ cái vị trí của chúng ta nằm ở phía trên. Tôi lại phải lùi xuống và đi sang phải. Đây, tôi sẽ phải trên by trừ d. Tôi phải làm thêm lệnh nữa thì là lệnh là gì? Là lệnh là đi xuống. Đi xuống là lệnh như sau. Đi xuống là cái lệnh là trên y. Ở đây lên 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 mà lên hết rồi tôi phải lùi xuống. Vì sao như vậy? Vì ta đang ở đây còn. Tôi vẽ này, vẽ này, vẽ này, vẽ này, vẽ này, vẽ. Trên đây rồi, sang ngang xong lùi lại. Tôi phải đi xuống thế này. Đi xuống sang phải để vẽ tiếp hình thứ hai. Thì lệnh đi xuống sang phải là lệnh sau đây. Đi xuống là lệnh trên y. Trên y bay cái gì? Trên y bay cái gì? Bay bay là cái này này. Đấy, trên y bay cái này. Đấy. Và sau đó là move về phía trước là D bước. Để chuẩn bị vẽ hình tiếp theo. Đây. Chữ là D bước. D bước. Thì đây chính là cái đoạn chương trình. Đây chính là đoạn chương trình mà là vẽ cái gì? Vẽ hình gì? Vẽ cái hình hình tô màu hình vuông đỏ. Để chưa, tôi thử bạn xem này. Tôi chạy thử bạn xem nhé. Đây này. Dùng lệnh tô màu cho bạn xem thử luôn này. Kết quả của nó này. Đây là vẽ được một hình thôi nhá. Đây này. Đấy, vẽ được một hình như này. Đây tôi chưa để trừ 100. Trừ 100. Rồi. Sao nó thành màu này, nó không thành không 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 màu đỏ này nhỉ?
Để hội được rồi, đây không phải. Đây này là sai nhé, phải lệnh là set pen color cơ, tôi nhầm nhầm. Đây là trên pen. Đấy, tôi biết thằng nhỏ thế là lạ quá rồi. Đây là màu đỏ rồi đấy. Đây. Đấy, thử này, nó màu đỏ rồi đấy nhé. Rồi, thì bây giờ tôi làm tiếp tục sang này. Tôi chỉ việc copy cái này xuống thôi, copy cái này xuống lần thứ hai. Lần thứ hai ở đây tôi đặt cái bỏ cái này ra mà đặt là màu, đặt một là màu, là màu da cam. Đặt lệnh thứ hai là màu da cam. Đâu rồi nhỉ? Đây. Đó. Và lệnh thứ ba tôi đặt lại, lệnh thứ ba tôi đặt lần nữa ở đây, bỏ cái da cam này ra, tôi đặt màu vàng. Vậy chúng ta làm xong được ba cái như nhau vào vẽ được. Bây tôi chạy thử nhé, nó ra cái này này. Đấy. Đỏ, da cam, vàng, thấy không nào? Như vậy đây là các lệnh, là như vậy cái đoạn tô màu chúng ta xem có sát là kỹ nhé. Đây này, đấy, đây là tô màu này, đây là tô màu cái hình đầu tiên này, đúng không? Sau đó là tô màu hình tiếp theo là da cam này, là tới đây này đó, xong tiếp theo tô màu màu vàng này, mà chúng ta dùng lệnh là set pen color to vàng. Như vậy bây giờ bên vàng của chúng ta nên nó không phải là bản thân, nó không phải là một cái lệnh, nó là một cái biến để mô tả màu. Và muốn làm như vậy thì chúng ta phải ra đặt cái chế độ này, đặt cái chế độ là đặt cái các cái tham số saturation và brightness bằng 100%, sau đặt lại cái bên màu như thế này, theo đúng cái màu sắc mà chúng ta đã biết. Đây là phần rất đặc biệt đấy nhé. Rồi bây giờ tôi bỏ cái này đi và đây chính là bài tập tiếp theo, là tôi tô màu, bài tập là tô màu ba hình vuông nhé. Tô màu ba hình vuông. Đấy. Vậy là tới đây là, bây giờ tới đây là các bạn có thể làm, bắt đầu làm những bài tập nó đa dạng khác nhau liên quan đến vẽ và tô màu. Thì cái phần chung là, trong những bài tập liên quan đến giải toán ấy, thì có rất nhiều bài tập liên quan tô màu, mà vẽ và tô màu thì nhiều bài rất là hay. Thì cái này chúng ta sẽ làm dần nhé. Chúng ta sẽ phải cùng lúc thì không dễ, mà chúng ta cứ làm dần đi. Như vậy là xong rồi nhé. Bây giờ là xong cái phần, tạm thời tôi dừng lại ở đây cái phần vẽ và tô màu, coi như là hết cái phần gọi là phần cơ bản ở phần này đi. Bây giờ tôi sang chúng ta cùng nhau làm một số các bài tập khác nhé, mà nó rất là hay, cũng liên quan đến màu sắc thôi, đến những lệnh stem thôi nhé. Bây giờ tôi làm là cùng các bạn, chúng ta làm một vài và chương trình đơn giản nhé, có tính năng rất là hay của vẽ. Thì đầu tiên chúng ta làm cái bài tập như sau. Bây giờ chúng ta em xin phép cho thầy. Em hỏi đi. Thế thưa thầy, nếu vẽ hình vuông thì tại sao mình không vẽ nhiều hình vuông nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần? Cũng được em, cũng được. Thế có nhanh hơn không ạ? Dễ hơn không? Có rất nhiều cách vẽ hình tô màu nhá. Đây là tôi chỉ làm một trường hợp thôi. Chúng ta có thể vẽ cái đường ngang, vẽ cái đường dọc, vẽ cái hình vuông thu nhỏ tùy ý nhá. Có rất nhiều cách tô màu, nhưng mà chắc nó vẫn là vẽ cả các đường thôi, kẻ thật nhiều đường liền nhau, đúng không nào? Có rất nhiều cách, bản chất của việc tô màu là vẽ cái đường thẳng thôi, đúng không nào? Thì chúng ta có thể vẽ, em đây tôi vẽ là kẻ cái đường thẳng từ trái sang phải. Các bạn có thể là kẻ cái đường thẳng từ phải sang trái, hoàn toàn được. Kẻ cái đường thẳng từ trên xuống cũng được, kẻ cái đường thẳng từ dưới lên đều được cả nhé. Hoặc là như bạn là vẽ cái hình vuông là nhỏ dần, ok, không sao cả, rất là ngon lành nhé. Cái nào cũng được, miễn là các cái đường, các cái đoạn thẳng vẽ liền nhau thì nó thành tô màu thôi. Vì thằng vì Python nó không, thằng Scratch nó không có lệnh tô màu riêng, chúng ta phải làm nôm na, chúng ta phải làm mẹo một chút, hoàn toàn được nhé, không có gì cả, không hạn chế. Vâng, cảm ơn thầy. Em hiểu rồi, gì em hiểu là nó rất đa dạng, nó cái bài tập như vậy nó có nhiều nhiều lời giải. Mà tôi hay dùng cái kiểu vẽ ngang để cho dễ hình dung, cho làm quen rồi thì tùy các bạn nhé, hoàn toàn tùy hứng luôn, muốn làm gì thì làm, biết là nó ra được đúng là được thôi. Vâng, vì chúng ta cùng nhau. Vâng, tại vì em hay vẽ bằng nhiều nhiều hình nhỏ. Không sao cả, và không sao nhé, cạnh nào cũng được, nghĩ ra ra cho nó nhanh thì nhé. Nhưng quan trọng nhất của cái việc tô màu là khi mà chúng ta vẽ xong cái hình ấy, khi thoát ra thì chúng ta chú ý là không làm sao cho cái vị trí gốc và vị trí đích của nó là vị trí ban, nó không đi chỗ khác, vẫn ở vị trí cũ. Khi mà thoát ra khỏi một hình vẽ tô màu thì cái vị trí xuất phát và hướng không thay đổi, điều này rất quan trọng. Để lại các bạn, để tôi viết lên màn hình cho thấy nhé. Một
Chú ý quan trọng khi mà vẽ hình, rất quan trọng, cái điều này là điều mà chúng ta nhớ để chúng ta làm quen cho này thôi. Chú ý quan trọng này, chú ý quan trọng khi vẽ hình, khi vẽ hình hoặc là tô màu là gì? Là khi mà vẽ xong, khi vẽ xong một cái hình, vẽ xong một hình thì chú ý là không thay đổi điểm xuất phát, hay là nó phải quay về điểm xuất phát chính ban đầu, không thay đổi điểm xuất phát và không thay đổi hướng, hướng vào như cũ, không thay đổi hướng. Tức là khi chúng ta vẽ xong rồi, chúng ta phải nhớ là ta phải quay về cái vị trí ban đầu khi bắt đầu vẽ, và hướng là phải quay về đúng hướng cũ, không thay đổi hướng nhé, để nó làm việc khác. Chúng ta mà vẽ cái hình mà vẽ xong rồi nó ở đang vẽ ở đây nhé, vẽ cái hình tròn này, vẽ xong nó nhảy phát ra đây thì là nó sau này nó rất là khó điều khiển. Làm sao để khi nó vẽ xong lại quay đúng về vị trí này? Đấy, là một trong những cái điều quan trọng khi mà nhớ, khi mà chúng ta làm cái chương trình liên quan đến vẽ đấy, hoặc là tô màu, làm cái gì cũng vậy thôi, thì ta phải nhớ cái điều này. Rồi thế thì chúng ta cùng nhau làm một cái chương trình, làm một cái chương trình đơn giản. Bây giờ tôi làm một chương trình đơn giản, chúng ta tôi muốn là gì? Tôi muốn là tạo ra một cái bút vẽ ở trên màn hình mà tôi dùng chuột, con chuột để tôi vẽ, dùng bút đó tôi vẽ trên màn hình, thì có làm được không? Hoàn toàn làm được nhé. Đây tôi làm như sau. Bây giờ Có dễ luôn thôi. tôi new này. Bây giờ tôi muốn gì? Tôi muốn làm tạo ra một cái bút vẽ thực sự ở trên màn hình. Đây nhé, đây này, bây giờ tôi xóa cái này đi. Bây giờ tôi muốn là gì? Tôi muốn là cái bút này của tôi nó thành thành bút vẽ, và khi tôi di chuyển ấy thì con chuột này nó cái này bút nó dính lên cái con trỏ chuột của tôi nhé. Thì đầu tiên tôi làm một thao tác là tôi cho con cái bút này nó dính vào con trỏ chuột đã, và sau đó tôi sẽ mô tả thao tác là tôi vẽ bằng con chuột như sau. Thì tôi làm lập trình cho bút vẽ nhé. Đây này, đầu tiên tôi làm như sau. Bây giờ đầu tiên tôi làm lập trình, tôi muốn cho cái bút vẽ nó luôn dính vào chuột. Tôi làm như nào? Tôi làm rất đơn giản như này. Chúng ta luôn đưa nó vào một cái vòng lặp vô hạn, và cho cái bút vẽ của nó trong các lệnh move này, nó có một lệnh rất quan trọng. Có một lệnh là gì? Có một lệnh như sau. Có một lệnh là go to. Lệnh go to tức là di chuyển tới một cái vị trí khác, hay di chuyển đến mouse pointer, là nó luôn luôn là di chuyển đến đầu của con trỏ chuột, và nó làm vô hạn. Thì cái bút này này nó luôn gắn với con trỏ chuột, tôi để ở đây này. Đấy, bây giờ thử xem như này, thử này. Đấy, thấy không nào? Tôi di chuyển thì con cái bút bút này nó đi theo này. Đấy. Nhưng vì sao nó lại nằm ở giữa đây? Bây giờ tôi phải điều chỉnh cái tâm của quả bút này. Bây giờ là cái làm như sau nhé. Bây giờ cái làm như sau, tôi sẽ vào bút này, tôi vẽ ở đây, và tôi sẽ chỉnh lại cái tâm của nó. Đấy. Các bạn thấy cái tâm của hình nó nằm ở đây này. Bây giờ tôi chuyển nó về vào đầu này cơ. Làm như sau, bây giờ tôi tức là các bạn dùng chuột trái, các bạn bấm chuột trái, và không gọi bấm đây, bấm chuột phải, và chúng ta khoanh vùng cái vùng như thế này. Đấy, chúng ta cho nó thả này ra. Đây, đây đây chính là cái tâm của nó này. Bây giờ tôi di chuyển cái bút này, tôi di chuyển sang cho cái tâm nó về đây. Đấy, nhé, về đây này. Được chưa? Và bây giờ thích thì tôi có thể làm như sau, tôi cho nó bé lại một chút cho nó hình, tôi cho nó bé lại một chút nhé. Tôi để cái này tôi nhỏ lại một chút. Đấy. Ok, thì bây giờ là dùng bút này, không dùng bút này, dùng bút này thôi. Cái này tôi bỏ đi, cái này tôi bỏ đi. Bút này thôi nhé. Rồi bây giờ tôi gọi thế, bây giờ các bạn làm sao lại này. Đấy, thế không nào? Bây giờ bút này luôn là nằm, tôi di chuyển con chuột, nó nằm ở đầu con chuột, tại vì là cái bút này luôn có cái chức năng là di chuyển, go to đến cái mouse pointer là di chuyển đến con chuột, mà cái này là lọc liên tục mà. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi, thế bây giờ tôi muốn làm như sau này. Tôi muốn biến cái bút này thành thành cái nơi mà tôi vẽ. Tôi muốn là khi tôi nháy chuột thì nó sẽ vẽ. Thì có làm được không? Hoàn toàn được nhé. Chúng ta dùng cái chức năng gì? Dùng cái chức năng là cảm biến. Vì cái nhân của chúng ta là nhận biết được khi nào thì chúng ta nháy chuột. Đấy. Thì có cái cảm biến nháy chuột. Thì khi mà nháy chuột thì chúng ta hạ bút. Còn khi mà không nháy chuột
thì chúng ta nâng bút là được. Cái làm như sau đây, chúng ta sẽ làm cái lệnh cho nó vào lệnh song song như này nhé. Chúng ta một lệnh này. Đây lệnh song song, cái lệnh nhóm lệnh đầu tiên thì là bút là luôn luôn là gì, luôn là go to đến cái con chuột rồi. Lệnh thứ hai này là nó luôn kiểm tra, nếu mà hạ nếu mà ta nháy chuột thì nó hạ bút, còn không nháy chuột thì nó nâng bút. Cái làm như sau, chúng ta vào lệnh control này, vào lệnh là đây if then else, chúng ta chọn là chúng ta vào chúng ta vào cái lệnh để gọi lệnh lệnh cảm biến để nhận biết được khi nào chúng ta nháy chuột. Đây tôi vào sensing cảm biến, thì đây chính là cái lệnh, đây chính là cái mouse down. Cái này mà cái đây là một cái biến, hay là một cái hàm thôi. Hàm này mà nó trả về là true đấy, đúng ấy, thì nó là thì nó là gì, là nháy chuột. Còn nó là false thì nó là chúng ta là không nháy chuột. Như vậy là nếu mà nháy chuột đó thì sao, thì chúng ta hạ bút đấy, chúng ta là pen down. Còn nếu không thì chúng ta là pen up. Thấy không nào, đưa vào đây thôi là xong đó. Thì như vậy ở đây chúng ta đã làm xong được một đoạn chương trình là như sau, rất đơn giản thôi, là điều khiển cái bút của chúng ta, mà chúng ta chỉ việc nháy chuột, chúng ta di chuyển chuột trên màn hình là nó vẽ, và không thì nó không vẽ. Đây chúng ta làm thử, bật cái này, phải bật chế độ là to lên nó mới đúng nhé. Đây di chuyển nó không vẽ nhé, chúng ta bấm này, bấm mà di chuyển chuột, bấm vào nháy chuột, bấm vào di chuột này, đó là nó vẽ. Thấy không nào, và như vậy chúng ta là khi di chuyển chuột là nó vẽ ra, nhưng mà chúng ta đã biến cái hình của chúng ta thành cái gì, thành cái màn hình ta thành cái biến hình mình ra thành cái một cái nó gọi là một cái máy vẽ thôi nhé. Rất hay, nhưng mà là một cái gì, một phần mềm rất đơn giản như này. Được chưa, bây giờ tôi sẽ làm thêm chức năng nữa này. Tôi muốn làm sao mà khi mà có một chức năng để tôi có thể thay đổi màu, và chức năng để tôi có thể là xóa hình, thì là có làm được không? Làm được. Bây giờ có rất nhiều cách để tôi làm. Ví dụ tôi muốn làm như sau, ví dụ tôi muốn là gì? À, tôi muốn như sau là tôi muốn là khi tôi có thể dùng phím thôi. Tôi bấm chữ D thì nó là màu đỏ, đúng không? Bấm chữ X thì nó là màu xanh, bấm chữ V thì nó là màu vàng. Đấy, là thay đổi màu sắc của nó nhé. Và khi tôi bấm 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 space thì nó là gì? Bấm space thì nó là gì? Thì nó là xóa hình. Làm được, làm như sau đây. Làm đơn giản. Đây, tôi dùng cái gì? Tôi dùng cái tôi dùng cái tính năng là cũng làm dùng cảm biến thôi. Đây tôi làm thêm một lệnh nữa đây. Lệnh thứ ba này đây. Đấy. Thì như sau này. Đây nhá, tôi vào cái lệnh này này, tôi vào cái lệnh này nhé. Sensing đây. Kiểm tra nếu mà key đây nhé, đây, kiểm tra nếu dùng lệnh if này. If nhé. Đấy. Nếu mà key space, nếu mà người dùng mà bấm space tôi xóa, người tôi nói thì tôi xóa, dùng lệnh là đây xóa. Còn tôi làm theo, nếu mà người dùng mà bấm vào cái phím D, đây phím D, D là màu đỏ, thì tôi đặt màu đỏ. Đây tôi đặt lệnh set pen color này, tôi đặt màu đỏ như sau. Đấy, đặt màu đỏ như này. Đấy, màu đỏ nhé, màu đỏ. Đây bây giờ tôi làm tiếp tục, tôi chuyển sang cái này. Tôi mà nếu mà người dùng bấm phím V thì x biến bên x là màu xanh nha, x biến này nó chuyển thành màu xanh. Đấy. Bây giờ là chọn tiếp, nếu mà cái này nó là màu nó là đặt tên là V, người dùng bấm chữ V thì nó là màu vàng. Ví dụ như vậy nhé, V đây này. V thì nó đặt tên là màu vàng. Được chưa? Đấy, rất đơn giản cái này thôi. Bây giờ thử các bạn xem nhé. Đây này, tôi vẽ này. Tôi sai chỗ nào? Làm lại. Đấy, được chưa? Bấm một space này, xóa. Bút này. Bây giờ tôi bấm X này. X này thì nó sẽ thành màu xanh. Đấy. Bấm chữ V này nó thành màu vàng. Đấy. Bấm chữ D thành màu đỏ. Đấy. Thấy không nào? Chúng ta có thể vẽ được hình rất là hay. Bây giờ tôi có thể thao tác nữa rất là hay nhé. Bây giờ tôi làm như sau này.
À, ví dụ tôi muốn làm phím như sau này, tôi muốn đặt một cái tham số để mô tả cái độ rộng của bút. Tôi có thể thay đổi trực tiếp trên màn hình cho chúng ta cái bút đó, nên tôi làm như sau. Rất hay nhé, bây giờ tôi làm thử như sau này. Bây giờ tôi đặt một cái tham số để mô tả cái độ rộng của bút này nhé. Đây này, tôi đặt một cái tham số, đặt tên nó là width, th nhé. Đó. Và đây này, tôi đặt cho nó, tôi để ở đây này. Đấy. Và tôi bấm chuột phải chọn chế độ là slider. Đấy, là cho phép chúng ta thay đổi cái kích thước của nó đây nhé. Bây giờ tôi đặt chế độ là thay đổi cái vùng của cái slider này. Đấy. Đặt cho nó là đặt là minimum của nó là 1 nhé. Cái bút chúng ta là 1, còn maximum đặt bằng 10 thôi, 10 là đủ, 10. Bút đặt lên 20 thôi, 20 là quá đủ. Hay 15 đi, 15 nhé. Đấy. Và bây giờ tôi đặt như sau. Tôi đặt chế độ là như sau, tôi phải làm cái lệnh nữa ở đây nhé. Tôi làm lệnh nữa ở đây cho nó thật là nhiều cái lệnh song song với nhau đấy nhé. Tôi làm như sau này. Tôi đặt chế độ là luôn đặt cái độ rộng của bút bằng bằng cái width này. Tôi đặt cái lệnh này, đặt cái lệnh là set pen size. Đây là kích thước của bút này. Luôn đặt nó bằng cái gì? Luôn đặt nó bằng cái biến width này. Đấy. Thấy không nào? Mặc định của nó sẽ là một. Đây là ban đầu tôi đặt nhé, mặc định tôi đặt cái set của cái này là một này, cái width này tôi đặt là một, mặc định là một nhé. Tôi để ở đây này, đó. Chạy thử nhé. Mặc định của nó là bút của chúng ta là một, chúng ta cứ vẽ bình thường. Vì tôi muốn to lên này, tôi bấm này, tôi sửa đi một chút này, đó, to ra này, đấy, thấy không nào? To ra nhé, muốn cho nhỏ lại này, đấy. Nhỏ lại, muốn to hẳn ra nữa nhé. Đây 15 này, rất to này. Đấy. Đặt màu vàng này, màu vàng nhé, đó, màu xanh này, màu xanh này. Đấy. Nhưng mà chúng ta biến cái màn hình của chúng ta thành một cái phần mềm rất đơn giản. Phần mềm đơn giản là chúng ta có thể tạo thành một cái bảng vẽ được chưa. Mà đây là bài này, là cái bài mà chúng ta đặt chế độ màu sắc, đặt chế độ bút là hoàn toàn là bằng bằng phím, bàn phím. Các bạn có thể về nhà các bạn làm tiếp cái chương trình này, làm thêm cái nút khác, nút màu sắc. Ví dụ đặt đây là nút, đây là nút màu xanh, nút màu đỏ, nút màu tím, nút màu vàng, coi như là một cái bảng màu đấy. Mà chúng ta bấm vào đây, bấm vào màu nào chúng ta chọn màu đó. Đó là bài tập về nhà nhé. Như vậy đây là cái bài tập rất quan trọng, một cái bài tập để chúng ta nhớ. Bài tập là chúng ta làm cái bảng màu, phần mềm vẽ, phần mềm tạo tạo bảng bảng màu bút vẽ nhé. Một cái phần mềm đơn giản. Được chưa? À, như vậy hôm nay là chúng ta có một thẳng cái bài riêng, tôi nói về cái chuyện là vẽ hình và tô màu, là chúng ta làm một vài bài đơn giản. Thì đây phần này là phần có rất nhiều bài tập, và trong cái phần thứ hai thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần gọi là phần nâng cao. Như vậy đấy, hôm nay là chúng ta là kết thúc cái phần gọi là phần cơ bản. Tôi là giới thiệu nhanh tất cả những cái phần trong 4 bài thôi. Thì từ buổi sau chúng ta sẽ Ủa chuyển nhưng sang sao đến phần nâng cao rồi hả thầy? tuần sau từ tuần sau bắt đầu chuyển sang là phần phần nâng cao nhé. Từ Thế buổi bao giờ mới sau học giải toán ạ? từ buổi sau sẽ là phần nâng cao, không phải không phải giải toán là phần thứ ba cơ. Chúng ta sẽ có 3 phần. Phần 1 Thế là phần gọi là phần pattern cơ bản. Phần thứ hai là 4 buổi chúng ta sẽ học sang cái phần nâng cao. Phần nâng cao là gì? Phần nâng cao là cái phần chúng ta học khái niệm sâu hơn, như là học về khái niệm là về dãy số, về list, chúng ta học về về clone, tạo clone. Thì giờ chúng ta học là những phần mềm phức tạp hơn, và có thể có một số bài tập giải toán đã phức tạp hơn, nhưng mà bản chất cái phần thứ hai, cái phần sau là cái phần gọi là nâng cao, phần nó tương đối khó. Còn sang phần thứ ba mới là cái phần chúng ta sẽ làm một số các bài tập liên quan đến bài tập ta luyện, mà bài tập liên quan đến giải toán, cách cách viết pseudo code ta làm sao, rồi làm như mà chúng ta thử thiết kế một vài phần mềm thực sự luôn thì như thế nào. Thì là phần thứ ba nhé. Như vậy vừa rồi là bốn bài đầu tiên, vừa rồi là bốn cái bài là thuộc về phần cơ bản. Từ buổi hôm sau là sang phần gọi là phần nâng cao, sau sau đó mới sang cái phần là phần thiết kế sản phẩm và là và giải toán. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy. Chào các bạn.